Năm 1979, bà Greta Häusler, một giáo viên người Áo, đã thành lập Hội Thân hữu Bruno Gröning. Bà mong muốn đưa lời dạy của người chữa lành thần kỳ Gröning và phương pháp chữa lành bằng con đường tinh thần dựa trên lời dạy của ông đến với tất cả những người đau khổ. Tuy nhiên, thời gian đầu chỉ có rất ít người tham gia Hội Thân hữu. Hồi bấy giờ, mọi nội dung chúng tôi trao đổi đều diễn ra ở nhà, chứ không phải ở khách sạn hoặc phòng thuê nào khác. Chúng tôi luôn ngồi trong phòng khách hoặc trực tiếp đến bên giường bệnh, thăm nhà riêng và nói những câu chuyện rất riêng tư. Hội Thân hữu đã phát triển cùng với thời gian, và mặc dù Gröning qua đời vào năm 1959, những ca chữa lành đầy ấn tượng vẫn tiếp tục diễn ra. Một lần, tôi đến dự một buổi báo cáo thông tin và được nghe nói về một loại năng lượng mà trước đó tôi chưa từng biết. Tôi tiếp nhận dòng năng lượng, hay nói cách khác là để nó tuôn chảy vào cơ thể mình. Kết thúc buổi báo cáo, tôi ra về và thấy mình đã khỏe mạnh. Một tuần mọi đau đớn đã biến hết, cho đến tận hôm nay. Từ đó đến nay, tôi không còn bị đau lưng nữa, không còn đau gì nữa. Từ buổi tối hôm đó, ngày 22 tháng 10 năm 1998, cho đến tận bây giờ, tôi không còn phải dùng các loại ma túy mạnh, không heroin, không cocaine, không thuốc, không gì nữa cả. Ngày nay, Hội Thân hữu Bruno Gröning là một trong những tổ chức chữa lành bằng tinh thần lớn nhất thế giới. Những người bạn của Bruno Gröning ở hơn 100 quốc gia thường xuyên gặp gỡ trong các giờ cộng đồng. Các báo cáo chữa lành được các bác sĩ thẩm tra kỹ lưỡng và họ đã thực sự ấn tượng. Đó thực sự là một khoảnh khắc đặc biệt đối với tôi khi đọc tài liệu về các ca chữa lành với đủ giấy tờ trước và sau khi chữa lành. Kết quả này được thẩm tra khách quan, chứ hoàn toàn không phải là cảm nhận của người đó về những điều đã xảy ra với họ, về việc họ đã được chữa lành. Tôi còn nhớ rất rõ khi tôi đọc các ca chữa lành trên máy vi tính, tôi đã ngạc nhiên đến mức há hốc cả mồm, nhìn rất lâu vào màn hình và không thể nghĩ ra điều gì khác. Giờ đây tôi lại có cảm giác đó, tôi thực sự không thể hiểu nổi. Là bác sĩ thú y, hàng ngày bạn phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe của các con vật, với bệnh tật, với mọi dạng bệnh lý. Quá trình cơ thể khỏe mạnh đã dần dần trở nên ốm yếu như thế nào. Thế rồi sau đó lại được chứng kiến những điều như thế này. Thật là không thể hiểu nổi. Quả thật, cứ như là có thuốc tiên vậy. Das ist Lebenselixier pur. Hội Thân hữu Bruno Gröning có một nhà xuất bản riêng nhằm mục đích quảng bá về sự nghiệp và lời dạy của Bruno Gröning cho những người bạn của hội và cho toàn thể công chúng. Ấn phẩm của nhà xuất bản rất phong phú, bao gồm sách in, sách nói, đĩa nhạc CD, đĩa DVD, lịch hàng năm và cả một tạp chí thông tin. Mọi việc bắt đầu từ những năm 80, khi bà Greta Häusler có nguyện vọng ghi chép lại thành sách một cách trung thực những gì đã xảy ra xung quanh Bruno Gröning. Sau khi không tìm được người chấp bút cho cuốn sách, bà đã tự mình viết nó. Và thế là bà đã viết cuốn sách Đây là sự thật về Bruno Gröning. Rất vô tư và ngây thơ, bà mang bản thảo đến các nhà xuất bản, nghĩ rằng họ sẽ tranh nhau in đây, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Không nhà xuất bản nào đồng ý in cuốn sách bà đã viết về Bruno Gröning, một người đã chết. Vậy bà đã làm thế nào? Bà đã tự thành lập một nhà xuất bản để in cuốn sách. Bà không để cho bất cứ điều gì ngăn cản bà trong việc xuất bản cuốn sách này. Năm 1984, cuốn sách của bà Greta Häusler đã lần đầu được xuất bản, đặt nền móng cho việc hình thành một kho sách và tài liệu phong phú về Bruno Gröning. 10 năm trước đó, năm 1974, bà đã phát hành các tài liệu về Bruno Gröning để sử dụng trong các cộng đồng. Các tài liệu này được phát miễn phí mỗi năm 4 lần. Và mẹ tôi còn đề nghị những người bạn trong Hội Thân hữu viết bài về những gì họ đã được trải nghiệm, về cách mà họ đã được chữa lành. Những bài viết này được mẹ tôi tập hợp lại và đăng dưới dạng thư tín học tập. Trong đó, bà còn trích dẫn thêm lời dạy của Bruno Gröning. Như vậy mọi người sẽ luôn được kết nối với Hội Thân hữu, với sự nghiệp và lời dạy của Bruno Gröning và học được nhiều điều từ đó. Và
Với việc thành lập nhà xuất bản, giờ đây các tài liệu về Bruno Gröning được phát hành không chỉ để phân phát cho các cộng đồng mà còn để giới thiệu ra công chúng. Tính đến năm 1989, bà Grete Häusler đã cho ra đời 3 cuốn sách nữa. Sau đó có sự tham gia của các tác giả khác. Nhà xuất bản trở thành nhà xuất bản Grete Häusler. Tiếp đó là một thời kỳ thực sự tuyệt vời. Nhiều bạn đã tham gia viết bài, có thể dưới dạng sáng tác nhạc, quay video hoặc là viết sách. Sei es Musik, sei es Video, sei es Bücher. Các loại ấn phẩm được mở rộng. Nhà xuất bản Grete Häusler có những điểm khác biệt rõ rệt so với các công ty truyền thống trong lĩnh vực xuất bản. Một là tất cả nhân viên của nhà xuất bản này đều làm việc tình nguyện, không hưởng lương. Tiếp nữa là ấn phẩm của nhà xuất bản này chỉ bán cho những người ngoài hội, còn đối với người trong hội thì không bán. Die Freunde kommen an den Büchertisch, schauen rein in die Bücher. Những người trong hội đến bên bàn sách, xem các ấn phẩm, chọn những thứ mình thích và nhận được những ấn phẩm này một cách trìu mến từ tay người phụ trách bàn sách. Họ cũng sẽ được người này đề nghị đóng góp tiền một cách tự nguyện. Có người đóng góp ít vì họ có ít, còn có những người khá giả hơn thì họ đóng góp nhiều hơn. Đơn giản là ai cũng được tạo điều kiện để tiếp cận với các ấn phẩm. So dass jedem die Möglichkeit gegeben werden soll, an diese Dinge heranzukommen. Sách của nhà xuất bản đã được dịch ra trên 40 thứ tiếng. Như mọi hoạt động khác trong hội thân hữu, công tác dịch thuật cũng được bắt đầu với quy mô rất nhỏ. Vâng, bà Grete Häusler đã hỏi xem tôi có muốn phụ trách công tác dịch thuật không, vì khi đó có một số người trong hội thân hữu có thể dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, ngay sau đó là tiếng Ba Lan, tiếng Nga, rồi tiếng Rumani, Tây Ban Nha. Như vậy là trước tiên chúng tôi dịch ra các ngôn ngữ của châu Âu, sau đó là các ngôn ngữ của châu Mỹ, và cuối cùng là ngôn ngữ của các nước châu Á. Những người dịch thuật đến ngày càng nhiều, ngay lúc đó là tiếng Nga, tiếng Ba Lan. Họ được trải nghiệm sự giúp đỡ, được chữa lành và họ lại tình nguyện giúp đỡ. Erlebten auch Heilung, Hilfen und wollten helfen. Ja, die Frau Häusler, die hat dann immer aufgerufen. Vâng, bà Häusler luôn mời gọi những người có khả năng dịch ra tiếng nước ngoài. Vào thời điểm đó, hoạt động truyền thông chỉ bao gồm một quầy thông tin đặt ở khu phố đi bộ. Và tôi cho rằng Esperanto không phù hợp chút nào với hội thân hữu. Tôi tin là thế. Nhưng bà Häusler vẫn tiếp tục kêu gọi. Bà nói, chúng ta phải theo mọi hướng. Vâng. Rồi sau đó tôi bắt đầu dịch và khiến cho hội được biết đến trong cộng đồng Esperanto trên toàn thế giới. Năm 1992, Đại hội Esperanto toàn thế giới được tổ chức tại Viên. Và thế là chúng tôi nhận được rất nhiều địa chỉ của những người bạn từ khắp nơi trên thế giới đến với hội thân hữu. Der Esperanto Weltkongress in Wien. Da haben wir viele Adressen bekommen aus der ganzen Welt. Und die Frau Häusler hatte einen Einführungsvortrag gehalten und mehrere Esperantisten aus Polen haben. Bà Häusler đã có một bài giảng nhập môn. Nhiều người Ba Lan biết quốc tế ngữ đã đưa bà địa chỉ của họ. Bà Häusler đã chuyển cho tôi 18 địa chỉ của các bạn đến từ Ba Lan. Tôi đã liên lạc với họ và họ đã đứng ra tổ chức những buổi báo cáo thông tin đầu tiên ở Ba Lan. Tháng 8 năm 1992, tôi tới Ba Lan và trình bày báo cáo thông tin tại 7 thành phố lớn. Tôi đã nhận được địa chỉ của nhiều người quan tâm tại đó. Bằng cách đó, 7 cộng đồng ở Ba Lan đã được hình thành. Lúc đầu, giờ cộng đồng được tổ chức mỗi quý một lần. Mỗi năm, tôi đi Ba Lan khoảng 4-5 lần để dẫn dắt giờ cộng đồng. Sau khoảng một năm, chúng tôi bồi dưỡng được một số bạn Ba Lan trở thành người phụ trách cộng đồng. Từ đó trở đi, các cộng đồng tại đây đã có thể tự lập. Từ đó đến nay, đã hình thành ở Ba Lan rất nhiều cộng đồng. Các kỳ đại hội cũng được tổ chức đều đặn, như đại hội này tổ chức năm 2007 tại Trường Đại học Tổng hợp Danzig. Cũng như ở Ba Lan, tại các nước đồng hồ khác, các cộng đồng cũng đã được hình thành. Ít nhiều có yếu tố ngẫu nhiên. Nhiều cộng đồng cứ tự ra đời và phối hợp với nhau hài hòa, chứ hoàn toàn không có kế hoạch hay chiến lược mở rộng gì trước đó. Vào khoảng niên năm 1991-1992, trong một chuyến đi chơi nhân dịp Noel, chúng tôi đi cùng bà Häusler đến thành phố Dresden. Thế rồi chúng tôi đi nhầm đường và phải hỏi thăm người đi đường để đến điểm này, điểm kia. Những người chúng tôi gặp toàn là người Nga.
Rất tình cờ là xe chúng tôi lại đến một khu có nhiều người Nga sinh sống. Lúc đó tôi chợt nghĩ, phát triển sang nước Nga, nhất định chúng tôi phải đến đó. Và tôi nôn nóng, muốn tìm mối liên hệ và bắt đầu ngay. Nhưng mà Häusler bảo, cứ từ từ đã ông Fuchmann, vẫn còn thời gian mà. Khoảng một năm rưỡi sau, khi mà tôi đã nghĩ rằng, thôi, câu chuyện với nước Nga chắc chẳng thể thành hiện thực, thì đột nhiên bà Häusler nói với tôi, tôi nhận được ý nghĩ là tháng 8 tới chúng ta nên đi Nga. Chỉ còn vài tuần nữa là đến tháng 8. Thế mà chúng tôi vẫn chưa có một mối liên hệ cụ thể nào và cũng chưa biết nên đến địa điểm nào ở nước Nga. Sau đó bà Häusler còn đi dự tuần lễ thanh niên ở Fismurg và đưa cho tôi cặp tài liệu của bà, trong đó có một số địa chỉ và nói, ông Fuchmann, ông hãy xem chúng ta nên tổ chức đi thế nào. Tôi cảm thấy khó quá, không biết phải làm thế nào. Thế rồi tôi đặt cặp tài liệu lên bàn và nói, thưa Bruno, chúng con phải làm thế nào đây? Xin ông hãy giúp. Sau đó xảy ra một điều thú vị. Sau vài ngày chuông điện thoại reo, người gọi đến là bà Wozniak. Bà ấy nói, chúng tôi quen một nhân viên vô tuyến điện ở Poznan. Người này biết một số nhân viên vô tuyến điện người Ukraine ở Sambor và họ quan tâm đến Bruno. Vậy là chúng tôi đã lập kế hoạch chuyến đi trên cơ sở đầu mối này. Nghĩa là trước hết đi Sambor, đó là mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai thì thế này. Ông giáo sư Kaperin ở Moscow hứa sẽ thu xếp cho chúng tôi trình bày báo cáo thông tin tại Đại học Tổng hợp Kiev. Vậy là chúng tôi có thể đến Kiev. Thế là có hai mục tiêu để đến rồi. Và chúng tôi còn cần mục tiêu thứ ba nữa. Vài ngày sau, bà Annie Pax, người hiện nay là lãnh đạo vùng, gọi điện cho tôi và kể, ở chỗ chúng tôi có một phụ nữ đến từ Tiraspol ở Moldavian. Tôi chưa từng nghe cái địa danh này. Bà ấy từng đến Đức, được nghe về lời dạy của Bruno Göning và đã trải nghiệm sự chữa lành ngay lập tức. Bà ấy rất ấn tượng và nói, phải mời họ đến chỗ chúng tôi. Vâng, thế là chúng tôi đã có được mục tiêu thứ ba. Vậy đó, chúng tôi hoàn toàn không có kế hoạch từ đầu về chiến lược phát triển hội thân hữu. Tôi cho rằng việc này có muốn cũng không làm được. Und so hat es nie eine strategische Planung gegeben, die jetzt den ganzen Freundeskreis von vorne bis hinten geplant hätte. Ich glaube, dass man das auch gar nicht kann. Ở phần lớn những nước nói tiếng Nga hiện nay đã có những người bạn của Bruno Göning và các cộng đồng. Đại hội cũng đã được tổ chức thường xuyên ở nhiều vùng khác nhau. Tháng 7 năm 2007, bà Grete Häusler đã cùng với những người bạn Đức tới dự đại hội ở Kostau thuộc Kazakhstan. Về góc độ y học thì từ lâu chúng tôi đã có mối quan hệ gần gũi với nhiều trường đại học. Năm 1999, đoàn làm phim đã tháp tùng tiến sĩ Cam trong chuyến đi đến nhiều nước khác nhau thuộc Liên Xô cũ. Từ năm 1992, các bác sĩ thuộc nhóm MVF, nhóm các chuyên gia y tế của Hội Thân Hữu, đã tổ chức báo cáo thông tin cho những người quan tâm, các đồng nghiệp và sinh viên trên khắp thế giới. Đó là những kiến thức cơ bản về tác động của năng lượng sống. Các bác sĩ cần biết về điều này. Ich habe einem Impuls folgend begonnen. Có một động lực lớn thôi thúc tôi tổ chức và thuyết trình báo cáo trước công chúng về Bruno Gröning. Thực tế là tôi không thể chỉ giữ những điều tốt đẹp đó cho riêng mình. Một thời gian sau, tôi có dịp làm việc tại Nga với một nữ đồng nghiệp người Nga. Chị ấy từng làm trưởng khoa gây mê trong một bệnh viện ở Đức, nhưng chị ấy vốn ở Nga. Chúng tôi đã cùng đến Saint Petersburg, Moscow, Samara, Omsk, nghĩa là đến nhiều thành phố khác nhau của nước Nga, đã từng báo cáo tại một số trường đại học, ví dụ như ở Saint Petersburg thuộc Ukraine. Bruno Gröning đã nói, ai cũng có thể tiếp nhận năng lượng này, kể cả bạn. Gröning говорит, эту силу, которую в большом количестве нас окружает, может каждый из нас брать, ею пользоваться. Нужно знать только как. Ở Moscow, tiến sĩ Cam đã đến thăm Trung tâm Nghiên cứu Y học Cổ truyền. Hôm đó có buổi sinh hoạt cộng đồng của Hội Thân Hữu Bruno Gröning tổ chức tại đây. Giám đốc viện, giáo sư tiến sĩ Karl Perrin cũng là một người bạn của Bruno Gröning. Vào đầu những năm 90, ông đã góp phần đáng kể vào việc hình thành và phát triển Hội Thân Hữu Bruno Gröning ở nước Nga. Tôi muốn nói một điều quan trọng, rằng cộng đồng này, lời dạy này chứa đựng rất nhiều điều tốt, niềm vui, hòa bình, tình hữu nghị và mong muốn làm điều thiện. Как говорит мир, дружбу, желание людям только сделать хорошее.
Những người muốn tìm hiểu về lời dạy này sẽ được chúng tôi hướng dẫn cách để làm lại sự bình yên, để trở thành người tốt. Который занимается этой системой, он учится быть спокойным, добрым. Ở đây mọi người học nguyên tắc bình đẳng, tin cậy lẫn nhau và mong muốn làm điều tốт cho những người xung quanh mình. Отношение равенства, доверие, желание ему что-то сделать хорошее, доброе. Từ Moscow, ông Khan tiếp tục đi Kochetau thuộc Kazakhstan. Ở đây, ông đã có những buổi báo cáo thông tin cho công chúng. Số người có nhu cầu được giúp đỡ và những người quan tâm đến nghe rất đông. Tiến sĩ Cam cũng đã đến chỗ chúng tôi. Chuyến thăm đó của ông rất có ý nghĩa lớn trong việc truyền bá lời dạy của Bruno Koenig. Lần đầu tiên đến đây, ông Cam đã cùng với những người bạn Đức tổ chức buổi gặp gỡ với cư dân sở tại hội trường trung tâm ở Kochetau. Rất nhiều người đã đến dự, hội trường lớn thậm chí không đủ chỗ. Bruno Gröning từng nói, nguồn năng lượng thượng đế này rất dồi dào và có đủ cho tất cả mọi người. Bruno Gröning говорит, это лечащая сила, это жизненная сила, которую каждый человек может научиться, как ее воспринимать. В очень большом количестве окружает каждого из нас. Es kostet kein Geld. Chẳng tốn đồng tiền nào mà ai cũng có thể nhận nó một khi họ học cách mở rộng lòng mình. Не стоит ни копейки это. Если человек может сам выздороветься, если он научится, как это возможно воспринимать. Và đó cũng là điều mà Bruno Gröning từng nói. Tại bệnh viện ở Kochetau, tiến sĩ Kam đã có bài nói chuyện với các bác sĩ. Nữ bác sĩ Kortunova, giám đốc bệnh viện, cũng đã trở thành một người bạn của Bruno Gröning. Năm 1998, tôi phụ trách một bệnh viện vùng, Clara Schippel, người phụ trách hội thân hữu Bruno Gröning ở Kochetau, đã liên hệ với tôi. Cô ấy nhờ tôi kiểm tra tình trạng sức khỏe của Nikolai Ivanovich Gonsha và viết lời nhận xét. Khi biết ông Gonsha và câu chuyện của ông, tôi rất ngạc nhiên vì thấy người đàn ông ngồi trước mặt tôi hoàn toàn khỏe mạnh, bất chấp những chuẩn đoán ghi trong bệnh án. Tôi ngạc nhiên đến mức ngay lập tức muốn biết thêm về phương pháp này. Trước kia, tôi chưa bao giờ quan tâm tới vấn đề tinh thần. Cũng như nhiều bác sĩ khác, tôi vốn không có niềm tin vào những điều thần kỳ. Thế nhưng, điều mà tôi đang được chứng kiến tại đây lại thực sự là một điều kỳ diệu. Ну я, в общем-то, не интересовался учениями, как и любые практические врачи, мы не очень верим во всякие чудеса, а тут это действительно для меня было чудо. Dieser Mann hatte drei Schlaganfälle gehabt. War also schwerst linksseitig gelähmt und hatte auch eine Lähmung des rechten Arms. Người đàn ông này đã bị tai biến ba lần, nửa thân trái của ông bị liệt nặng, cánh tay phải cũng bị liệt. Ông bị mất tiếng nhiều năm, chỉ còn có thể u ớ. Ông cũng từng có một u ác ở vùng phổi và đã được phẫu thuật. Tuy nhiên, do có một lỗ giò nên đã hình thành một vết thương mãn tính, mưng mủ, không khi nào khô và rất đau đớn. Vì vậy, ông luôn phải dùng thuốc giảm đau lại nặng. Ông chỉ còn cách chờ chết. Und der Mann war am Ende gewesen. Ông được nhập môn và sau đó ông kể cho tôi rằng sau khi tiếp nhận dòng năng lượng, ông thấy đau dữ dội ở các chi bị liệt. Ông tin rằng đó là những cơn đau tẩy rửa cơ thể. Und er glaubt, dass das Reinigung, Heilungsschmerzen sind. Khi tỉnh lại, tôi cảm nhận trong cơ thể có cái gì đó như những làn sóng đi suốt từ chân lên đến tận đầu. Hết đợt này đến đợt khác, tóc tôi như dựng hết lên. Sau đó những cơn đau giảm dần. Không hết hoàn toàn, nhưng có vẻ như chúng đã đi rất xa. Tôi thấy khỏe hơn, tôi mừng phát khóc. Sức khỏe của tôi càng ngày càng tốt hơn. Tôi không biết rõ quá trình đó kéo dài bao lâu, nhưng không nhiều hơn vài tuần. Ông ấy lại có thể nói, đi lại và hồi phục hoàn toàn. Sau 3 tháng vết thương mở, 5 năm liền đã hoàn toàn kín miệng. Hiện chỗ này vẫn còn sẹo. Vết thương đó như thế này đây, nhưng giờ đã lành hoàn toàn. Она не болит ничего, все нормально. Зачем новости?
Các bác sĩ ở đó, đặc biệt là hai bác sĩ phụ trách bệnh viện, đã bị chinh phục hoàn toàn bởi sự chữa lành đáng ngạc nhiên này. Ngay lập tức, họ bày tỏ sự sẵn sàng tham gia vào nhóm MVF, nhóm các nhà khoa học y học của Hội Thân Hữu. Tôi đã nghĩ đây có thể là cơ hội được giúp đỡ duy nhất của tôi vào thời điểm đó. Do vậy, tôi đã giới thiệu phương pháp này cho các bác sĩ khác và mời họ tham gia cộng đồng. Bằng cách đó, tôi đã thành lập được cộng đồng bác sĩ ở Cochetown. Tôi đã đến với lời dạy của Bruno Gröning trong những năm khó khăn của nước Cộng hòa Kazakhstan, khi chúng tôi không có đủ thuốc men cần thiết cho người bệnh. Trong thời gian đó, lời dạy của Bruno Gröning có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Pavel Chemet đến từ Saint Petersburg đã được trải nghiệm một trong những sự chữa lành kỳ lạ nhất trong Hội Thân Hữu. Khi sức khỏe đã cạn kiệt, thì ông được một sinh viên người Đức kể về Bruno Gröning. Năm 1993, khi còn là sinh viên, tôi đã đến đây để học một khóa học ngoại ngữ. Tôi đã đến ở cùng với gia đình Tanya và Pavel. Tanya kể cho tôi rằng trước đây Pavel làm việc tại Chernobyl. Anh ấy đã bị nhiễm phóng xạ vì làm công việc dọn dẹp ngay cạnh lò phản ứng. Säuberungsarbeiten gerufen worden war. В результате полученного облучения на ликвидации Чернобыльской. Trong quá trình giải quyết hậu quả của vụ tai nạn hạt nhân tại Chernobyl, anh ấy đã bị nhiễm phóng xạ liều cao. Từ năm 1993, anh ấy đã không đọc sách và đi lại được. Anh ấy bị chứng đau đầu khủng khiếp đến mức không thể đứng nổi và anh ấy đã mất nhận thức. Не давали ему возможности долго находиться вообще на ногах, потому что он падал в обморок. В 86-м я был это. Năm 1986, tôi tham gia vào việc khắc phục sự cố của vụ tai nạn lò phản ứng hạt nhân ở Chernobyl ngày 26 tháng 4. Chúng tôi cho người dân đi sơ tán. Ngày 2 tháng 5, bắt đầu công việc dọn dẹp và làm thông con đường dẫn đến lò phản ứng. Пробивать дорогу станции, мыть, чистить. Уже 2 числа мы были на станции. Cuối năm 1987-1988, tôi gặp vấn đề về sức khỏe và phải nhập viện. Tôi không thể giữ được bất cứ vật gì trong tay, cũng không đọc được nữa. Tôi phải nằm viện một thời gian dài. Началось у меня, я выросла проблемы со здоровьем. Ну и не мог в руках ничего уже держать, а то читать. Ну уже так, а то полностью я уже как, ну пришлось и постоянно в больнице находиться. Tôi phải nằm viện gần như cả năm 1992, sau đó người ta trả tôi về nhà. Anh ấy bị mất trí, lên cân rất nhanh, cơ thể anh ấy toát ra mùi xác chết. Anh ấy không cầm nổi cái nồi nấu ăn, chén bát rơi khỏi tay. Anh ấy luôn làm vỡ mọi thứ. Hai bàn tay và hai bàn chân của anh ấy không còn khả năng làm việc. Tình trạng của tôi thường xuyên tồi tệ. Tôi mất ý thức, luôn lơ đễnh. Tôi không còn khả năng vận động và tôi cũng chẳng muốn làm việc đó. Не мог передвигаться, ну как, ну так легенько. Ну не хочу. Ну. У господина Шемита речь идет об облучении радиации. Tôi giữ bệnh án học viện quân y, trong đó có ghi bệnh tình của anh ấy là do đã làm các công việc dọn dẹp ở khu vực lò phản ứng sau vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân, nơi bị ô nhiễm phóng xạ nặng. Bệnh trầm trọng đến mức làm tổn thương nặng não bộ. Y học hiện đại đã phải bó tay và Pavel Smith đã được trả về nhà, có thể nói là để chờ chết. Заболевание было настолько сильным, что головной мозг повредился очень сильно, и современная медицина помочь уже практически ничем не могла. И Павел Шемит был отпущен домой. Можно сказать, что практически умирать. Sau khi biết được câu chuyện như vậy, tôi đã kể cho họ nghe về Bruno Gröning.
Tôi đã anh xin lên, cầu xin Bruno Gröning giúp đỡ để chồng tôi có thể hồi phục. Tình trạng của anh ấy đã khá lên. Tôi bắt đầu đi lại, vận động được. Mọi thứ cứ tiến triển như vậy, tôi cũng không nhớ là trong bao lâu. Tôi đã lấy lại được sức khỏe, bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau và tôi được biết anh ấy đã dần lấy lại sức lực và trở nên khỏe mạnh. Sức khỏe đã quay trở lại. Tôi đã có thể vận động, đi lại, làm việc nhà và thấy dễ chịu trong người. Anh ấy là người chăm sóc cái vườn này đây. Anh ấy có thể làm cả những công việc nặng nhọc ngoài vườn và thậm chí đã xây được cả ngôi nhà này. Vâng, anh ấy lại làm được tất cả mọi việc, đi lại nhanh nhẹn, thậm chí còn nhanh hơn cả tôi. Tôi khó mà theo kịp. Vâng, tôi đã chứng kiến quá trình anh ấy hồi phục. Das durfte ich miterleben, wie gesund geworden ist. Dass dieser Mann jetzt voll gesund vor mir stand, ist ärztlicherseits nicht nachvollziehbar und nicht erklärbar. Người đàn ông đứng trước mặt tôi đây hoàn toàn khỏe mạnh, về góc độ y học là không thể hiểu được, không thể giải thích được. Những bệnh mãn tính do nhiễm xạ gây ra thường dẫn đến tử vong. Đó là tình cảnh của nhiều đồng nghiệp của anh ấy, và anh ấy cũng hoàn toàn có thể bị rơi vào tình trạng tương tự. Ein ähnliches Schicksal zu erwarten gehabt. Sau khi anh Pavel Chemet được chữa lành, một cộng đồng ở Saint Petersburg đã ra đời. Sự phát triển của hội thân hữu ở càng nhiều nước, đồng nghĩa khối lượng công việc của bà Greta Häusler càng ngày càng tăng. Trước kia, bà chỉ phải đi lại trong khu vực nói tiếng Đức, thì giờ đây bà còn phải đi sang các nước ngoài khu vực đó. Diese Reisetätigkeit begann etwa 1994 schon. Damals. Những chuyến đi như vậy bắt đầu vào khoảng năm 1994. Hồi đầu chỉ là vài chuyến đi nhỏ lẻ và tôi luôn tháp tùng bà. Nhưng rồi các chuyến đi cứ thế tăng dần. 3 đến 4 năm trở lại đây, trong nửa năm đầu, thì cuối tuần nào chúng tôi cũng đi. Năm nay chúng tôi đã đến Mexico, Ấn Độ, Nam Mỹ, Lima, Peru, sau đó là Bắc Mỹ, nước Mỹ và cả những nước châu Âu khác. Dann nach Nordamerika, USA, aber auch nach Europa in verschiedenen Ländern. Hier ist die Wahrheit an und um Bruno Gröning. Đây là sự thật về Bruno Gröning. Wir wollen jetzt eine schöne Gemeinschaftsstunde erleben. Giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một giờ cộng đồng. Chúng tôi đang ở Mexico. Ở đây chúng tôi có những người bạn và những cộng đồng tuyệt vời. Liebe Freunde, queridos amigos, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer frühen. Các bạn thân mến, tôi xin nồng nhiệt chúc mừng các bạn đến với đại hội đầu năm 2007 ở Lima. Quiero saludar con todo mi corazón. Liebe Freunde, dear friends, auch ich will Sie herzlich begrüßen zu unserer Tagung. Các bạn thân mến, tôi xin nồng nhiệt chúc mừng các bạn đến với đại hội đầu năm 2007 ở Úc. And I also wish to warmly welcome you to our conference in Úc. Viele Male sind wir geflogen. Chúng tôi đã bay rất nhiều. Thường xuyên chuyển máy bay ở những sân bay lớn. Theo phép lịch sự, tôi muốn để hành lý giúp bà và luôn để hành lý trên xe đẩy và khoác theo túi sách. Tôi nói rằng tôi có thể đẩy xe cho bà. Khi đó bà nói, ông Fortman, giúp đỡ thì được, nhưng không phải là phục vụ. Herr Fortman, dienen ja, aber nicht bedienen. Lúc đầu tiên tôi không hiểu ý của bà. Tôi chỉ nghĩ, mình đẩy xe hành lý hộ bà ấy thôi mà. Nhưng sau này tôi hiểu ra rằng bà luôn có ý thức trong việc không để ai phải phục vụ mình.
Bà chỉ cầu xin được giúp đỡ để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Và bà luôn phân biệt rõ ràng hai khái niệm này. Tháng 8 năm 2007, bà Greta Häusler đến Danzig thăm thành phố quê hương của Bruno Gröning. Bà đã cùng những người bạn đến thăm nơi trước kia có ngôi nhà mà Bruno đã được sinh ra. Liebe Freunde, danken wir, dass wir hier sein dürfen heute zu dieser Stunde. Các bạn thân mến, chúng ta biết ơn vì được phép có mặt ở đây trong giờ phút này. Bruno Gröning đã sống ở đây lâu nhất. Ông được sinh ra ở đây, trải qua thời thơ ấu, thời niên thiếu ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào rừng, nơi mà khi còn nhỏ Bruno Gröning thường chạy đến. Dorthin, wo Bruno Gröning als Kind geflüchtet ist. Liebe Freunde, was hat Bruno Gröning für Aufgaben mitbekommen? Các bạn thân mến, Bruno Gröning được giao sứ mệnh gì? Bruno Gröning hat uns das Ziel gesetzt. Bruno Gröning đã đặt ra mục tiêu cho chúng ta. Er hat gesagt, ich führe Sie weiter auf den göttlichen Weg. Ông từng nói, tôi dẫn các bạn đi tiếp trên con đường của Thượng Đế. Und wenn Sie alle Eigenschaften, die schlechten, abgelegt haben durch die Lehre Bruno Grönings, một khi bạn với lời dạy của Bruno Gröning từ bỏ được mọi tính xấu, thì lúc đó bạn sẽ hòa làm một với Thượng Đế. Tất cả chúng ta, những người bạn của Bruno Gröning, đều đang đi trên con đường này. Đó là lần cuối cùng bà Greta Häusler nói chuyện với những người bạn của Bruno Gröning. Vào buổi chiều ở đại hội, bà đã không nói chuyện được nữa. Und dann am Nachmittag war es dann so, dass sie die Tagung eröffnen wollte und nicht sprechen konnte. Buổi chiều bà dự định sẽ khai mạc đại hội, nhưng bà bị mất tiếng. Vậy là tôi đảm nhiệm việc này thay bà. Sau đại hội là ngày Chủ nhật, chúng tôi ra về bằng máy bay. Chuyến bay đó hành khách phải bước lên cầu thang để lên máy bay. Bà vẫn tự bước lên bậc cầu thang, sau đó máy bay cất cánh. Đến nơi, bà vẫn tự đi ra khỏi máy bay. Mãi đến 3 giờ sáng hôm sau, chúng tôi mới đưa được bà về nhà ở Hennef. Bà muốn ở nhà một mình, ngủ một mình. Vâng, 10 ngày sau bà ra đi. Nach Hause gebracht, nach Hennef. Und sie wollte auch alleine dort bleiben, alleine übernachten. Und ja, und da ist sie dann 10 Tage später dann heimgegangen. Es war so wertvoll, die Jahre mit ihr zusammen zu sein, und ich konnte so viel lernen von ihr, was ich sonst nie hätte lernen können. Đối với tôi, những năm tháng được làm việc với bà vô cùng quý giá. Tôi đã học được rất nhiều từ bà. Những điều mà tôi không thể học được ở đâu khác, đó là những gì bà để lại cho chúng ta.
là một trong hàng ngàn, hàng vạn những người được chữa lành thông qua Bruno Göning. Bà đã đứng ra để đảm đương công việc này, đã làm mọi việc có thể để sự nghiệp này phát triển và lớn mạnh. Giờ đây, chúng ta có các cộng đồng sinh hoạt ở trên 83 nước, nơi con người có thể trải nghiệm sự giúp đỡ và chữa lành, hệt như thời Bruno Göning còn sống. Từ năm 2007, Dieter Häusler lãnh đạo Hội Thân Hữu. Bây giờ đến lượt ông đi khắp nơi trên thế giới, tiếp tục công việc của mẹ mình. Trước đây ông không thể hình dung được Hội Thân Hữu lại có thể phát triển với quy mô lớn đến vậy. Ich erinnere mich noch so gut, als ich damals 17, 18 Jahre alt war. Tôi còn nhớ rõ, khi tôi mới 17, 18 tuổi, một đại hội quốc tế đã diễn ra ngay tại phòng khách của nhà tôi. Chỉ có những người bạn Áo và Thụy Sĩ, lúc đó không có nhiều người biết đến điều này. Es waren wirklich nicht sehr viele Freunde, die davon wussten. Und meine Mutter sagte mir, mẹ tôi bảo, Dieter ạ, lời dạy của Bruno Göning sẽ đến mọi nơi trên thế giới. Được thôi, tôi nghe mẹ nói thì biết vậy. Tôi nhìn thấy tình hình khi đó và phải nói thật rằng tôi hoàn toàn không tin vào điều đó. Ich hatte sie gehört, ich sah die Situation und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte meine Bedenken. Ich habe das absolut nicht glauben können. Wenn ich das heute betrachte. Giờ đây tôi phải nói rằng mẹ đã đúng. Ngay từ hồi đó mẹ tôi đã biết rằng lời dạy của Bruno Göning có tiềm năng vô cùng lớn. Nó sẽ đến được mọi nơi trên quả địa cầu này. Và ngày nay, Hội Thân Hữu đã có mặt ở tất cả các châu lục. Quả thực câu nói của mẹ tôi ngày đó giờ đã trở thành hiện thực. Mẹ tôi đã đúng. Und dieses Wort, was sie damals gesagt hat, die Lehre geht die ganze Erde, hat sich bewahrheitet. Und sie hat recht behalten. Trong nửa đầu năm 2008, Dieter Häusler đã đến rất nhiều nước để dẫn dắt các đại hội. Một trong những nơi đầu tiên ông đến là New York. Ở Mỹ vào thời điểm đó, đã có tới hàng nghìn người bạn của Bruno Göning và rất nhiều cộng đồng. Hội Thân Hữu ở Bắc Mỹ đã bắt đầu hoạt động từ những năm 90. Năm 1997, bà Häusler bắt đầu gây dựng cộng đồng ở Mỹ. Đầu tiên chỉ có một cộng đồng, sau tan rã, bà lại gây dựng lại, rồi tan rã. Bà cũng đã từng đến New York để đặt nền móng cho việc hình thành các cộng đồng. Und hat die Grundlage gelegt. Überhaupt in ganz Amerika. Thời kỳ đầu ở Mỹ có rất ít cộng đồng. Nếu tôi không nhầm thì chỉ có khoảng 4 hay 5 cộng đồng. Một ở Chicago, một cộng đồng rất nhỏ ở New York. Sự khởi đầu ở đây thực sự rất khiêm tốn. Chúng tôi cũng thực hiện những báo cáo thông tin với quy mô nhỏ. Thế cũng đã là nỗ lực lớn của các bạn ở đó, nhưng cũng chỉ có rất ít người quan tâm. Chúng tôi cũng đã tổ chức đại hội đầu tiên với rất ít người tham gia, có lẽ chỉ trên dưới 10 người. Hội Thân Hữu chỉ thực sự phát triển khi ông bà Cam đến đó và tổ chức những báo cáo thông tin cho các bác sĩ. Richtig entwickelt, als dann das Ehepaar Kamp rübergefahren sind und dann die Ärzte Informationsvorträge gemacht haben. Dann kamen wir ganz spät in der Nacht. Chúng tôi đến New York lúc chiều muộn, chúng tôi đi thẳng tới nơi tổ chức báo cáo. Tuy vậy vẫn bị muộn 45 phút, đó là buổi báo cáo thông tin đầu tiên ở New York. Sau đó chúng tôi đi Toronto, rồi Ottawa, đến trường đại học tổng hợp ở đó, rồi sau đó đi tiếp đến Vancouver, rồi đến Los Angeles. Ở Los Angeles, chỉ có 2 người đến nghe. Sau đó tôi đã gửi giấy mời đến trường đại học y ở Tucson, Arizona, ở đó 150 người đến dự. Universität in Tucson, Arizona, da waren 150. Das hat sich im Laufe, also von Jahr zu Jahr immer noch mehr gesteigert. Số lần tổ chức báo cáo thông tin ngày càng tăng. Năm ngoái trong vòng 2 tuần đã có tới trên 150 báo cáo thông tin. Innerhalb von 2 Monaten. In diesem Jahr 2006, das war zufällig das 100. Geburtstag von Bruno Gröning, er ist ja 1906 geboren. Trong năm 2006, năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bruno Gröning, chỉ trong một mùa thu, chúng tôi đã tổ chức được 190 báo cáo thông tin ở Bắc Mỹ. Chúng tôi đã tổ chức tổng cộng 10 hoặc 12 chuyến đi với 10 hoặc 12 bác sĩ khác nhau đến 190 thành phố. Als Touren organisiert waren in 190 Städten. Wenn ihr dann nach Amerika fahrt, sind es eine Woche bis 10 Tage in etwa, wo man jeden Tag ein bis zwei Vorträge in einer anderen Stadt hält. Das ist natürlich etwas aufwendig. Mỗi chuyến đi Mỹ của tôi kéo dài từ 1 tuần đến 10 ngày. Mỗi ngày thực hiện từ 1 đến 2 báo cáo ở những thành phố khác nhau. Việc này khá phức tạp. Một lần tôi bay sang đó, tôi đã kiệt sức. 20 tiếng bay, ăn có một chút ít, rồi sau đó báo cáo luôn. Tôi mệt đến mức gần như không mở được mắt ra. Thế mà lại còn phải thuyết trình về việc chuyển giao năng lượng. Và kết quả thế nào? Có 35 người đến nghe. Trong đó có 2 người được chữa lành ngay tức thì. Một người trong số đó đã mang gánh nặng suốt 15 năm. Thế là mọi sự mệt mỏi đều quên hết.
deine von einer Belastung, die er 15 Jahre gehabt hat. Ja? Dann ist alles vergessen. Một lần chúng tôi thực hiện báo cáo thông tin tại một hội chợ lớn về y tế ở New York. Trong số những người quan tâm, có một người đàn ông tuổi chừng cuối 50, đầu 60, bị hội chứng đốt sống cổ đã nhiều năm. Bệnh của ông khá nghiêm trọng. Khi quay đầu, ông bị đau ở vùng gáy. Ông hầu như không thể quay đầu, chỉ có thể vận động hạn chế. Sau bài nói chuyện, ông chạy đến chỗ chúng tôi và nói, tôi đã quay được đầu rồi. Thế rồi ông quay đầu mọi phía, sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới. Ông vô cùng sung sướng. Tất cả đã biến mất. Không còn đau gì nữa. Ông cứ đứng mãi với chúng tôi như thể không muốn rời xa. In einem anderen Vortrag in den USA war ein Mann, der hatte 10 Jahre lang ständig Schmerzen hier im Lendenbereich. Trong một buổi báo cáo thông tin khác ở Mỹ, có một người đàn ông đã 10 năm nay bị đau thắt lưng do một lần bị thoát vị đĩa đệm. Ông đã phẫu thuật nhưng sau phẫu thuật tình trạng còn tồi tệ hơn. Ông không thể ngồi lâu được. Thế mà trong buổi báo cáo, ông đã ngồi nghe liên tục. Khi kết thúc, ông chợt nhận ra rằng ông đã ngồi 2 tiếng liền mà không hề đau đớn gì. Và kể từ đó đến nay, ông không còn bị đau lại nữa. Und diese Schmerzfreiheit hielt an die Nichte eines Helfers, der dort also auch mithilft in Amerika. Cháu gái của một người giúp đỡ ở Mỹ bị chứng kiết lỵ AMIP từ năm 1990 do ảnh hưởng của chiến tranh. Bệnh nặng đến mức cô phải cắt bỏ toàn bộ ruột già vì đoạn ruột này đã biến dạng do viêm nhiễm nặng. Không có cách nào để giúp đỡ cô, kể cả bằng cách dùng thuốc hay phẫu thuật. Cô bị đau liên tục, đi ngoài 20 lần một ngày, phân lẫn máu, dịch nhầy. Cô bị đau co thắt ở vùng bụng dưới. Cuộc sống của cô từ năm 1990 đến 2004 là như vậy. Cô đã đến nghe báo cáo và có được một trải nghiệm tuyệt vời trong khi nghe. Nhưng cô không kể cho ai biết. Sau báo cáo, cô không nhắc gì đến. 2 tuần sau, mọi đau đớn biến mất. Cô không bị đi ngoài, không đau nữa. Cô vẫn đều đặn đến kiểm tra tại phòng khám bác sĩ nội khoa của mình. Vị bác sĩ đã rất ngạc nhiên. Không hiểu sao căn bệnh dai dẳng suốt 15 năm lại bỗng nhiên biến mất. Ông không thể giải thích được hiện tượng này. Vậy là ông đã tiến hành sinh thiết một lần nữa để kiểm tra. Không có những biến đổi trong mô, trong niêm mạc ruột. Tất cả đã biến mất. Cô đã khỏe trở lại, thấy thoải mái và lại tràn đầy sức sống. Một cảm giác mà đã rất lâu cô không có được. Cô nói cô thấy như được hồi sinh. Với cô, đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Mai nửa năm sau, khi tôi đến New York để tham dự một hội thảo của tổ công tác, tôi mới được biết về việc này. Người lãnh đạo các cộng đồng ở Mỹ, ông Richard Leo, biết đến Bruno Groening thông qua một báo cáo thông tin của các bác sĩ phát trên đài phát thanh và ông thấy hứng thú. And I remember when I was in my home in Niagara Falls, New York, I was listening to a radio station early in the morning. Tôi còn nhớ sáng sớm hôm đó tôi đang nghe đài ở nhà tại Niagara Falls, New York. Người dẫn chương trình nói chuyện với một bác sĩ ở Đức về lời dạy của một người đàn ông mà tôi chưa từng nghe đến bao giờ. Người đàn ông đó đã nói về việc suy nghĩ của chúng ta tác động như thế nào tới sức khỏe và về những ảnh hưởng mà suy nghĩ của người khác có thể gây ra cho sức khỏe của chúng ta. Một tuần sau đó, tôi đến nghe báo cáo thông tin của các bác sĩ tại trường Đại học Buffalo. Khi ngồi trong phòng họp, nhạc vừa nổi lên là tôi đã cảm nhận điều gì đó trong cơ thể. Cảm giác như kiến bò khắp cơ thể. Tôi còn nhớ là tôi đã rất xúc động. Tôi không bao giờ quên cảm xúc đầu tiên này. Tôi chăm chú lắng nghe báo cáo và thấy mọi điều đều rất thân thuộc. I was very touched by it. I've never forgotten that first time. And I was so moved and then I listened to the lecture. Trước đó tôi chưa bao giờ nghe nói về Bruno Groening, nhưng những điều tôi nghe được đều cảm thấy rất thân thuộc. Tôi tự bảo mình rằng những điều này rất thuyết phục và tôi tin tất cả. Cuối buổi thuyết trình, tôi đã nói với bác sĩ Cam, chúng tôi rất muốn triển khai việc này ở Buffalo, New York. Tôi tin là tôi có thể làm được. Đó là bước khởi đầu cho hoạt động của tôi trong hội thân hữu. Could do this. And so that was the beginning of my involvement with the circle of friends. Thời gian sau đó, Richard Leo cũng đã được trải nghiệm sự chữa lành. Ông đã khỏi viêm khớp, hội chứng HVS, dị ứng lông mèo và trầm cảm. Cả những người bạn khác ở Mỹ cũng đã trải nghiệm những sự chữa lành rất ấn tượng. Since I was about 8 or 9 years old. Từ khi tôi 8, 9 tuổi, có lẽ là 10 tuổi tôi đã bị trầm cảm. Tôi thực sự không biết là điều gì, chỉ biết rằng bản thân mình có cái gì đó không ổn. Tôi cảm thấy tức giận, buồn bực và cô đơn.
I was angry, I was sad, I was lonely. Tới khi tôi 17, 18 tuổi, tôi bắt đầu mất ngủ. Tôi có thể ngủ ngay khi nằm xuống, nhưng chỉ được khoảng 2 hoặc 3 tiếng tôi đã thức giấc và cứ chằn trọc như vậy trên giường. I could sleep for 2 or 3 hours and then I would wake up and I would just spin in bed. Years later, many years later. Nhiều năm sau đó, tôi nghĩ, tôi bắt đầu hiểu rằng những người khác thì vui vẻ, hạnh phúc, hoặc chí ít thì trông họ cũng có vẻ hạnh phúc, còn tôi thì không. Vì thế, tôi bắt đầu đi khám bác sĩ. Tôi đã đến nhiều bác sĩ khác nhau, hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, tôi vẫn không ngủ được. Tôi cũng đã dùng nhiều loại thuốc khác nhau. I took many different kinds of drugs. This is a remarkable story of healing from lifelong depression. Đây là một câu chuyện đáng chú ý về việc khỏi trầm cảm nặng, mãn tính, tái phát gần như suốt cuộc đời của một phụ nữ 48 tuổi. Bà đã bị trầm cảm từ khi lên 10, đã qua điều trị bằng phương pháp thông thường nhiều năm, kể cả các phương pháp điều trị khác như điều trị bằng giấc ngủ. Tuy nhiên, tất cả đều không có tác dụng. Hồi bấy giờ, tôi đã được 6 bác sĩ khác nhau điều trị theo nhiều cách khác nhau. Họ đều biết nhau và đều cố gắng làm tất cả những gì có thể. Nhưng không ai có câu trả lời cho căn bệnh của tôi. Không ai đưa ra được một cách điều trị nào khả dĩ. Bà ấy ngày càng tuyệt vọng. Mãi cho đến khi đến với hội thân hữu, bà mới bắt đầu Einsteinland và tiếp nhận Heilstrom. Và điều mong muốn đã trở thành hiện thực. Bà đã được chữa lành hoàn toàn. That a complete recovery occurred. I heard about the circle of friends from a radio. Tôi biết về hội thân hữu thông qua một buổi phỏng vấn trên đài phát thanh. Tôi chỉ được nghe vài phút cuối của buổi phỏng vấn. Điều duy nhất mà tôi nghe được là chữa lành bằng con đường tinh thần, báo cáo miễn phí, và sau đó là một khúc nhạc. Âm nhạc đã khiến tôi chú ý và lắng nghe. About 6 or 8 weeks after being introduced, I 6 hoặc 7 tuần sau khi nhập môn, tôi nhận thấy là tôi đã ngủ được. Tôi nghĩ là tôi ngủ được 2 hay 3 đêm gì đó. Sau đó vào một buổi sáng, khi chuẩn bị đi làm, trong lúc nướng lại bánh mì, tự nhiên tôi nhảy khiêu vũ ở trong bếp. Tôi nghĩ bụng, chà, không biết điều gì đã xảy ra thế này nhỉ? Và tôi cho rằng đó chính là niềm vui. And I thought, geez, what is this? And I thought, oh, this is joy. Tôi thấy mình thật hạnh phúc và nghĩ. And I thought, tôi không biết tôi phải nghĩ gì. Đơn giản là tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi nghĩ thầm trong bụng, tuyệt quá, thế là đã hết trầm cảm. Và tôi lại có thể ngủ. Đó cũng lại là một sự ngạc nhiên nữa. Và tôi biết nó đến từ đâu. Nó đến từ Thượng Đế, qua dòng Hellstrom mà tôi đã tiếp nhận thông qua Bruno. Tôi chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc như thế. Điều đó thật tuyệt vời. I'd never felt this way before. It was wonderful. Là một bác sĩ thần kinh, tôi không thể tìm lời giải thích về y học cho sự lành bệnh này. Những việc như vậy đơn giản là không xảy ra trong y học chính thống, trong thần kinh học. Lời giải thích duy nhất mà tôi có thể đưa ra ở đây là bà ấy đã tiếp nhận Heilstrom qua lời dạy của Bruno Kroning. Đó là lời giải thích cho sự phục hồi rất đặc biệt của bà ấy. As the explanation for her remarkable recovery. Cùng với thời gian, càng ngày càng có nhiều người ở Bắc Mỹ quan tâm tới hội thân hữu và nhiều cộng đồng đã ra đời. Ja, heute sind Gemeinschaften überall anzutreffen, also übers ganze Land verstreut. Ngày nay các cộng đồng có rải rác ở khắp mọi nơi trên đất Mỹ, ở phía Bắc, từ Alaska, dọc theo bờ biển phía Tây cho đến tận biên giới với Mexico, rải rác khắp nơi trong nước cho tới tận bờ biển phía Đông, nơi tôi đã từng nhiều lần tới, xuống đến tận Florida. Tôi cũng đã từng bay đến đó, đến Atlanta rồi đi tiếp từ đó.
rồi tiếp tục lên phía Bắc tới tận Vermont, giáp biên giới với Canada. Ở Canada hiện nay cũng đã có nhiều cộng đồng. Qua biên giới đã là Montreal rồi. Tại thành phố đó cũng có vài cộng đồng. Sự phát triển các cộng đồng ở đây diễn ra rất nhanh. Ở đất nước này hiện giờ đã có nhiều, rất nhiều cộng đồng. Ngày càng có nhiều bác sĩ người Mỹ đến với hội. Kommen auch immer mehr medical doctors, das heißt amerikanische Ärzte dazu. I had gone to an introduction and I was there with my wife and one of my patients. Tôi cùng vợ và một trong những bệnh nhân của tôi đến nghe một báo cáo thông tin. Khi ra khỏi phòng tôi nghĩ, quả là có cái gì đó. Trong cuộc đời mình tôi đã nhiều lần tham dự nhiều hoạt động tinh thần kiểu này. Ở đây tôi có thể cảm nhận, thực sự cảm nhận được cái gì đó trên trán của mình. Khi ra khỏi phòng họp, tôi đã có thể quay vai 360 độ. Trước đó, tôi chỉ có thể nâng cánh tay phải lên ngang vai. Tôi đã kể cho vợ tôi nghe. Vợ tôi cũng nói, em cũng cảm nhận được điều đó, thấy thật dễ chịu. Một tuần sau đó, chúng tôi tới nghe buổi giảng nhập môn thứ hai. Chúng tôi lại cảm nhận được điều đó. Sau đó, chúng tôi được mời dự đại hội. Ở đại hội tôi cảm nhận được rất nhiều năng lượng, nhiều đến mức tôi có cảm giác như là có một tia sáng trong cơ thể mình, đặc biệt là ở vùng ngực. So much so that I feel like I was a beam of light from within me, you know, especially my chest. Lần đầu tiên tôi biết về hội thân hữu Bruno Gröning là qua bản phách của bác sĩ Blechner ở Đức gửi đến phòng mạch của tôi. Bản phách này thông báo về việc một số bác sĩ người Đức sẽ đến Freeport, Maine để giới thiệu về sự nghiệp của Bruno Gröning. Thế là tôi lên mạng, vào trang web và hoàn toàn bị cuốn hút bởi những ca chữa lành được xác minh về y học. Bình thường, tôi luôn phải đi công tác, rất hiếm khi ở nhà. Nhưng đúng vào thời gian tổ chức báo cáo tôi lại đang ở nhà. Và địa điểm tổ chức buổi báo cáo lại chỉ cách nhà có 5 dặm. Thế là tôi cùng cô em gái đến nghe và được gặp một bác sĩ người Đức ở đó. Tôi rất hào hứng với việc Estelle là một bác sĩ, tôi thấy nên phổ biến lời dạy này đến tất cả mọi người. Tôi không biết có hiệp hội y tế nào khác với thành viên là các bác sĩ và những chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt là các bác sĩ lại quan tâm đến sự chữa lành bằng con đường tinh thần và dùng kiến thức y học để thẩm định các trường hợp chữa lành. Làm như vậy, mọi người sẽ thấy được rằng những ca chữa lành bằng con đường tinh thần thực sự đã xảy ra. I have studied the role of the mind in healing for Tôi đã nghiên cứu về vai trò của ý nghĩ trong việc chữa lành trên 36 năm nay. Các tín đồ Phật giáo cũng đã nghiên cứu về ảnh hưởng của trạng thái tâm lý đối với sự chữa lành và những vấn đề khác từ 2.600 năm nay. Rõ ràng ý nghĩ là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình chữa lành. Chúng ta càng tư duy lành mạnh nhiều bao nhiêu, thì điều đó sẽ càng tác động nhiều bấy nhiêu tới sự chữa lành, tới sự bình an của tâm hồn, tới chất lượng cuộc sống của chúng ta. It impacts the quality of all of our lives. And to me, theo tôi, Bruno Gröning đã dạy chúng ta những điều rất lành mạnh. Chúng ta cũng đã được chứng kiến những người ngồi nghe ông nói chuyện và được chữa lành. Sở dĩ như vậy bởi vì họ đã chú ý lắng nghe và bị thuyết phục. Đó là những ý tưởng mạnh mẽ và quan trọng là phải thừa nhận chúng. And these are very, very powerful concepts. And it's important to appreciate them. The Hailstrom energy is something I have felt. Ngay từ đầu, tôi đã cảm nhận được năng lượng mà Hailstrom mang đến, và với thời gian, năng lượng này ngày càng mạnh lên. Nó xuất hiện dưới dạng cảm giác kiến bò ở hai bàn tay, nhiều lúc ở cả hai bàn chân, đôi khi cả ở mặt. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy rất bình an, đến mức đôi khi tôi không muốn dừng Einstein. Đôi khi tôi Einstein 20 hay 30 phút liền. Tôi cũng nhận ra rằng dòng Hailstrom sẽ mạnh hơn nhiều khi mình cùng Einstein với nhiều người khác. Đại hội ở New York không phải là đại hội duy nhất mà ông Häusler tới dự vào đầu năm 2008. Điều quan trọng với ông là tiếp tục công việc của mẹ và chăm sóc những người bạn trên khắp thế giới. Liebe Freunde, ganz herzlich begrüße ich Sie hier in St. Petersburg. Các bạn thân mến, tôi nồng nhiệt chúc mừng các bạn đến tham dự đại hội đầu năm 2008 ở Saint Petersburg. Diese Kraft ist überall. Cette force est présente partout.
sogar in Vietnam, in Hanoi. Im himmlischen Werk. Sagen Sie ja oder sagen Sie nein? Liebe Freunde, ich bin heute das erste Mal hier in Bethlehem. Các bạn thân mến, đây là lần đầu tiên tôi tới Bethlehem. Tôi rất xúc động khi được tiếp cận với một nền văn hóa hoàn toàn khác. Die Begegnung mit einer ganz anderen Kultur. Wodurch die Leute auf die Lehre Bruno Grönings aufmerksam werden, sind natürlich die Heilungen. Điều khiến mọi người chú ý đến lời dạy của Bruno Gröning đương nhiên là sự chữa lành. Họ đã bị thuyết phục bởi những ca chữa lành có minh chứng y học. Điểm quan trọng thứ hai, theo tôi là những yếu tố về tinh thần mà người ta có thể thấy trong tất cả các tôn giáo. Elemente sind, die sich in allen Religionen wiederfinden. Những người bạn thuộc tất cả các nền văn hóa và tôn giáo đến với hội thân hữu Bruno Gröning, cho dù đó là người Hồi giáo, Do Thái hay Kitô giáo, Hindu, Phật giáo hay các thành viên của các tôn giáo bản địa, họ đều tìm thấy trong lời dạy của Bruno Gröning những điều không hề mâu thuẫn mà giúp bổ sung và mở rộng niềm tin tôn giáo của họ. Chúng tôi đã có các cộng đồng của người da đỏ ở Brazil. Ở đó cũng đã diễn ra các ca chữa lành. Bạn có thể thấy rằng họ không cần phải biết đọc, biết viết, không cần phải đi học. Vấn đề ở đây là những yếu tố cơ bản, những điều cần thiết cho cuộc sống thì có ở khắp mọi nơi. Thật tuyệt vời khi được giúp những người ở đây để họ cũng có thể nhận ra điều đó. Da mithelfen zu können, dass die Leute das wieder finden. Die Lehre Bruno Grönings ist so einfach und so simple. Lời dạy của Bruno Gröning rất dễ dàng và đơn giản để chúng tôi, những bác sĩ y khoa, có thể nói về toàn bộ triết lý cuộc sống, triết lý y học bằng những câu đơn giản. Người dân ở Nam Mỹ cũng có quyền và cơ hội để biết đến lời dạy này. Die Menschen in Südamerika auch recht haben die Möglichkeit diese Lehre zu erkennen. Từ giữa những năm 90 đã có những người bạn của Bruno ở Trung và Nam Mỹ cũng như ở nhiều nước khác. Trong thời gian đầu, quốc tiếng ngữ Esperanto được sử dụng như một công cụ quan trọng. Người đầu tiên phải kể đến là ông Humet, Alex Humet. Đến từ Bỉ, ông là người gốc Tây Ban Nha. Thực ra thì tiếng Tây Ban Nha mới là tiếng mẹ đẻ của ông. Tại thời điểm đó, ông đi Cuba để dự đại hội quốc tế ngữ với tư cách cá nhân, chứ không phải là đại diện của một hội thân hữu. Đó là một đại hội quốc tế ngữ của khu vực. Tại đó, ông đã thiết lập những mối quan hệ đầu tiên ở Cuba. Khi trở về, ông đã mang theo một số địa chỉ. Chúng tôi đứng đó và tự hỏi, nên tiếp tục như thế nào đây? Hai tháng sau, bà Hosler đã cử các ông Robert Fry Kastner và Dallas Meyer sang Cuba. Họ đã đến thăm những người bạn Cuba và đã gây dựng những cộng đồng đầu tiên ở đó. Chuyến đi đó với tôi như một cuộc phiêu lưu vậy. Bởi vì, vâng, những chiếc ô tô ở đó, chúng hoàn toàn khác với những gì tôi quen thuộc ở Áo và ở những nước châu Âu khác. Chúng tôi không đi du lịch, không đến bãi biển. Chúng tôi đến gặp trực tiếp những người bạn và đã được chứng kiến cuộc sống của họ, thấy được một phần những khó khăn của họ. Có một phụ nữ mà hôm nay tôi vẫn còn nhớ rõ, họ chở bà ấy đến và đặt ở đó. Trông bà rất tiều tụy, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Chúng tôi không hỏi về bệnh tật, mà chỉ nói về sức khỏe, về những trải nghiệm chữa lành của những người khác. Người phụ nữ này tuy rất yếu, nhưng bà đã có mặt và lắng nghe. Sondern einfach nur von der Gesundheit berichtet, die andere erlebt haben. Gần một năm sau, tôi gặp một người bạn thân của bà ấy tại một đại hội Esperanto. Tôi đã hỏi người này về tình hình của bà ấy. Ông này cho biết bà ấy lại đi làm rồi. Quả là tất cả những ai đã gặp người đàn bà này lúc trước thì sẽ không thể tưởng tượng được. Das war damals also undenkbar, wenn man die Frau gesehen hat. Es sind sehr, sehr viele Heilungen damals geschehen in Kuba. Hồi đó ở Cuba đã có rất nhiều ca chữa lành. Tuy nhiên có cái khó
là chính quyền cấm người dân tụ họp, nhưng những người bạn Cuba vẫn rất tâm huyết với lời dạy của Bruno Gröning. Thế là họ bí mật hẹn gặp nhau ở trong các căn hộ. Hồi đó chúng tôi cũng không thể gửi tài liệu học tập tới đó. Việc kết nối email cũng rất khó khăn, bởi ở Cuba lúc đó, mọi thứ đều bị kiểm soát rất nghiêm ngặt. Nhưng chúng tôi vẫn luôn tìm cách để thỉnh thoảng có người bay sang Cuba hỗ trợ cho các bạn ở đó. Ngày nay, đã có cộng đồng ở hầu hết các nước Trung và Nam Mỹ. Rất nhiều ca chữa lành vẫn tiếp tục diễn ra. Những báo cáo thông tin của bác sĩ đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền bá lời dạy của Bruno Gröning ở đây. Und dann haben wir einfach angefangen die Lehre Bruno Grönings und diese. Sau đó chúng tôi bắt đầu bằng việc giới thiệu lời dạy của Bruno Gröning và những ca chữa lành bằng con đường tinh thần. Chúng tôi đã tổ chức báo cáo thông tin ở Mexico, Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile, Peru, Argentina, một số bạn khác thì báo cáo ở Venezuela. Chúng tôi làm công việc này hoàn toàn vì tình thương yêu, hoàn toàn là tình nguyện, không hưởng tiền thù lao. Chúng tôi làm những việc này trong thời gian rảnh rỗi, trong các kỳ nghỉ phép. Und wir bekommen absolut kein Geld oder so dafür, das machen wir in unserer Freizeit, in unser Urlaub praktisch. Báo cáo thông tin đầu tiên mà tôi tham dự là vào tháng 10 năm 2006. Hồi đó bác sĩ Castaneda đến đọc báo cáo tại Arequipa, sau đó là Lima. Llegó a la ciudad de Arequipa a dictar conferencia y posteriormente en la ciudad de Lima. Sau đó tôi gia nhập nhóm và cùng đi với họ. Chúng tôi đã đến Santiago, nơi tôi có những trải nghiệm đầu tiên. Buổi báo cáo hôm đó rất thú vị. Tuy tôi có hơi lúng túng, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Bruno Ninh mà mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. Tôi đã nhận được nhiều sức mạnh và kể từ đó mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi đi tiếp tới Argentina, Paraguay, mọi việc đều tốt đẹp. Thông qua các bài giảng, chúng tôi đã thu hút thêm được nhiều người bạn mới. Todo bien. Las conferencias muy bonitas, se logró conseguir bastantes amigos. Katharina Capel đến từ Paraguay đã được nghe về Bruno Gröning qua một báo cáo thông tin do các bác sĩ thực hiện. Durch Herrn Dr. Plättner, der bei einem bác sĩ Plättner đến Argentina. Ông đi từ Buenos Aires đến Asunción và thực hiện một báo cáo thông tin cho những người Đức ở đó. Buổi báo cáo đã gây ấn tượng mạnh tới tôi và ngay ngày hôm sau tôi đã lên mạng để thu thập thêm thông tin về vấn đề này. Sau đó, tôi thấy có nhu cầu chia sẻ thông tin về vấn đề này với những người khác để nói cho họ biết rằng không có bệnh nào không chữa được. Dann spürte ich einfach in mir, das muss man doch den anderen Menschen mitteilen, dass es sowas wie unheilbar eben nicht gibt. Bây giờ bà Katharina Capel tham gia phụ trách hội thần hữu ở tại tất cả các nước sử dụng tiếng Tây Ban Nha ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Ở Lima, bà đã gặp gỡ và trao đổi với bà Keda Nikken Maja, người phụ trách hội thân hữu của những người Brazil nói tiếng Bồ Đào Nha. Tôi đã từng nhiều năm tham gia các dự án xã hội ở Brazil, trong đó có cả những dự án về trẻ em đường phố. Điều tôi nhận thấy là rất khó để có thể giúp đỡ những người ở đây. Thế nhưng với hội thân hữu, tôi đã có được trong tay một phương tiện để có thể thực sự giúp đỡ họ. Hier habe ich ein Mittel in der Hand, diesen Menschen wirklich zu helfen. Bueno, pues desde 1997 rectifico. Từ năm 1997, tôi bị thoát vị đĩa đệm. Sự đau đớn thật khủng khiếp. Tôi đã được điều trị theo nhiều phương pháp khác nhau, không chỉ tại phòng khám, bệnh viện, buồng áp lực, bồn tắm nước nóng, châm cứu, vân vân. Tôi đã tới tất cả những nơi người ta khuyên tôi tới. Cámara hiperbárica, baños termales, acupuntura, curanderos, hueseros. Mire, donde me decían yo iba buscando la solución, ¿no? Nhưng tôi vẫn đau khủng khiếp. Tôi liên tục phải uống thuốc giảm đau khi những cơn đau xuất hiện. Các bác sĩ phải tiêm Lemoron và Voltaren cho tôi. Và không phải chỉ tiêm một trong hai, mà là tiêm cả hai. Tôi phải tiêm 4 hoặc 5 ngày liền. Y tá không muốn tiêm cho tôi liều lượng cao hơn vì họ sợ tôi có thể bị tổn thương nội tạng. Tôi đã phải dùng những loại thuốc mạnh như vậy. Inclusive el farmacéutico que venía a dármelo a casa después de 4 días consecutivos que me daban las inyecciones, él no quería darme más porque tenía miedo que me hiciera mal, no tan
tan fuerte la, las, los medicamentos, ¿no? Mỗi khi cơn đau xuất hiện, tôi phải giúp anh ấy ngồi xuống. Tình cảnh hồi đó rất khó khăn với cả gia đình tôi. Chúng tôi đã tìm mọi sự giúp đỡ có thể, bác sĩ, thầy lang, các nhà trị liệu. Tất cả ai cũng nói rằng không thể chữa được cho anh ấy. Curanderos y de todo y terapias. Ya le habían dicho que ya prácticamente era incurable. Dựa vào chụp kết quả X quang và cộng hưởng từ trong 9 năm liền, bác sĩ đã kết luận tôi bị thoát vị đĩa đệm ở nhiều vị trí khác nhau, có nghĩa là ở 3 vị trí khác nhau của cột sống. Me diagnosticaron hernias discales múltiples, ¿no? Y o sea, desde acá, o sea, tenía tres puntos donde tenían localizadas las hernias de disco. Khi những cơn đau kịch phát xuất hiện, tôi phải cong người xuống và cứ cong như vậy suốt cả ngày vì đứng thẳng lên là đau không chịu được. Tôi bị đau dữ dội từ gáy dọc theo cột sống. Tôi có cảm giác như tất cả các cơ đều bị co rút lại. Desde mi nuca, toda la parte de la columna como que se contraía. Era terrible el dolor que se sentía, ¿no? Đây là trường hợp biến dạng cột sống đa điểm tại các khu vực từ L2 đến S1, có nghĩa là từ vùng thắt lưng đến vùng xương cụt. Sự thay đổi này rất rõ ràng, đi kèm với sự thu hẹp ống sống thắt lưng. Chính đây là nguyên nhân gây ra những cơn đau rất, rất phức tạp. Mit Verengung der sogenannte Foramina, sogenannte Stenosis foraminal, die Ursache oder die Schmerzen, ganz, ganz schwierige Schmerzen verursachen. Năm 2003, tôi đi Sanboria, được nghe nói về Bruno Gröning và sự chữa lành trên con đường tinh thần. Dịp đó, chồng tôi đi vắng. Khi anh ấy về, tôi đã kể cho anh về Bruno Gröning. Nghe xong, anh ấy bảo tôi là đừng có làm phiền anh ấy về những chuyện như thế. Lúc đó, tôi đã nói với cô ấy rằng đừng có kể cho anh nghe những chuyện vớ vẩn như vậy. Tôi nghĩ là không thể có chuyện chữa lành bằng con đường tinh thần. Với tôi, đó là điều hoàn toàn vô lý vào thời điểm đó. Không, tôi không thể nghe theo lời cô ấy và đã nói, đừng nói với anh những chuyện như vậy nữa. Tôi đã từng tin tưởng một cách mù quáng vào các bác sĩ và y học hiện đại. Đó là vào tháng 6 năm 2003. Tôi vẫn tiếp tục chịu đau đớn cho tới hết năm 2003, rồi cả năm 2004. Đến một ngày năm 2005, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Và tôi nói với Betty, vợ tôi, trong nước mắt, em hãy liên hệ với hội thân hữu đi, xem thế nào, anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Y le dije a mi esposa Betty, le digo, mira, comunícate con estos amigos del círculo de amigos, a ver cómo es, dónde tengo que ir, ya no doy más. Y ahí con el señor Arturo. Sau đó chúng tôi đã tới gặp ông Arturo Valdez. Lúc đầu tôi chở anh ấy đi bằng ô tô. Anh ấy càng ngày càng có thêm niềm tin. Thế rồi đến lúc anh ấy tự đi được một mình và thấy rất phấn chấn, anh ấy đã bớt đau nhiều. Dần dần tôi cũng ít phải tiêm hơn, rồi đến một ngày tôi cũng không còn phải uống thuốc nữa và bỏ cả tiêm luôn. Cái nịt nâng mà hàng ngày cứ sáng tôi đeo vào và tối tôi lại tháo ra. Một hôm tôi cũng tự bảo mình, thử không đeo cái nịt nâng một hôm xem sao. Thế là bỗng chốc tôi không còn cần thuốc uống, thuốc tiêm và cả cái nịt nâng nữa. Un día dije, bueno, no lo voy a usar, a ver qué pasa. Y de golpe... Tháng 10 năm 2006, diễn ra một buổi báo cáo thông tin tại NIMA. Một vài ngày trước đó tôi đã nhận được kết quả X quang. Bác sĩ đã xem phim rất kỹ, so sánh với phim chụp trước đó và đã không thể tin. Ông xem lại một lần nữa rồi nói, anh bạn thân mến, anh đã được chữa lành, thật không thể tin nổi. Que vio mis radiografías viendo las anteriores, no lo podía creer, miraba las radiografías a través de la luz. Vài ngày sau đó tôi đã gặp bác sĩ George Castaneda. Ông cũng nói như vậy. Ông cũng rất ngạc nhiên về điều kỳ diệu mà Thượng Đế đã làm với cơ thể tôi. Al doctor Jorge Castañeda y dice lo mismo, se queda asombrado de la maravilla que había hecho Dios en mi cuerpo. Die Heilung von Herrn Cabeza, den ich übrigens auch persönlich kenne. Ca chữa lành của ông Cabeza, một người tôi quen biết, rất hấp dẫn đối với tôi. Việc bị đau đớn kéo dài nhiều năm rồi biến mất trong một thời gian ngắn như vậy quả là rất đáng chú ý và không thể lý giải được bằng y học. Ja, dass die Beschwerden verschwinden sind, ist faszinierend und medizinisch nicht zu erklären. Ở các nước châu Á, từ cuối những năm 90, bắt đầu có những người bạn và các cộng đồng của Bruno Gröning. Sự hình thành và phát triển ở các nước khác nhau rất khác nhau. In Japan war so, dass die Frau Ebato, Japanerin in Deutschland, in München lebt. Ở Nhật Bản thì thế này. Có một người phụ nữ Nhật Bản tên là Ebato, sống ở Munich, Đức.
Bà đã biết đến Hội Tân Hữu và đã được trải nghiệm sự chữa lành. Bà thiết tha đề nghị chúng tôi gây dựng cộng đồng ở Nhật Bản. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của bà, một năm một lần chúng tôi qua Nhật Bản và tổ chức báo cáo thông tin ở đó. Dort Informationsvorträge gemacht und sind da praktisch jedes Jahr auch hingefahren. Ở Thái Lan, mọi thứ bắt đầu khi một người bạn Đức được chữa khỏi ung thư. Lúc đó, ông là tùy viên Đại sứ quán Đức ở Bangkok. Sau trải nghiệm chữa lành này, ông có mong ước lớn hơn được giúp chúng tôi trong việc triển khai hoạt động ở Thái Lan. Và ông đã giúp chúng tôi. Sau đó, một buổi giảng thông tin được tổ chức và cộng đồng đầu tiên được thành lập. Uns in Thailand für den Staat zu unterstützen. Und das hat er dann auch getan. Und daraufhin ist dann ein Informationsvortrag gelaufen und eine erste Gemeinschaft eröffnet worden. Auf einem Kongress in Malaysia, in Kota Baru, hatten wir Kontakt bekommen zu einem Professor. Tại một hội nghị được tổ chức tại Kota Baru, Malaysia, chúng tôi đã làm quen được với một giáo sư chuyên về châm cứu. Vị giáo sư này sau đó đã mời chúng tôi tới Bắc Kinh. Chuyến đi đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều trải nghiệm. Chỉ có rất ít người Trung Quốc nói được tiếng Anh. May là chúng tôi có một số người bạn ở Hồng Kông. Họ biết cả hai thứ tiếng, Trung Quốc và tiếng Anh, nên đã có thể dịch cho chúng tôi. Đề tài được rất nhiều người quan tâm, nhưng vẫn chưa thành lập được cộng đồng vì các điều kiện ở nước này không cho phép. Und es war aber dann nicht möglich, da Gemeinschaften zu starten, weil die Bedingungen in dem Land das nicht zuließen. Ở các nước này, trong suốt chừng ấy năm, công việc cứ lúc lên lúc xuống như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nghĩ rằng bây giờ chưa phải lúc để có thể phát triển nhanh. Giai đoạn này mới là thời gian chuẩn bị, triển khai công tác dịch thuật để chuẩn bị cho giai đoạn sau. Knapp zwei Wochen sind wir in sechs Ländern gewesen und haben insgesamt acht Stationen. Und wir sind also zunächst mal gestartet. Trong một khoảng thời gian chưa đầy hai tuần, chúng tôi đã có mặt tại sáu nước và có tổng cộng tám trạm dừng chân. Đầu tiên, chúng tôi đi Thái Lan bằng đường bay qua Singapore. Sau đó, chúng tôi đến Bangkok, tổ chức đại hội ở Bangkok. Từ Thái Lan, chúng tôi bay đi Tokyo. Đó là một chuyến bay đêm. Sáng sớm ngày thứ bảy, chúng tôi tới Tokyo và được các bạn ở đây đón tiếp rất thân tình. Từ sân bay, chúng tôi tới thẳng nơi tổ chức đại hội. Đại hội diễn ra trong hai ngày, thứ bảy và chủ nhật. Wir sind dann von Tokyo nach Hanoi geflogen in Vietnam. Wir sind dann innerhalb Vietnam nach Ho Chi Minh City geflogen. Từ Tokyo, chúng tôi bay đi Hà Nội. Từ Hà Nội, chúng tôi bay tiếp đi thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là Sài Gòn. Chúng tôi đã gặp gỡ cộng đồng ở đó. Buổi tối hôm đó, chúng tôi tổ chức giờ cộng đồng. Es begann hier in Vietnam mit einem Kongress für Esperanto 1999. Mọi thứ bắt đầu ở Việt Nam vào năm 1999 tại một đại hội Esperanto và năm 2007 là một năm đặc biệt. Bà Hosler đã có mặt tại đó lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Hồi đó, chúng tôi cần một người lãnh đạo cộng đồng mới ở Hà Nội. Buổi sáng cuối cùng, trước khi ra sân bay, chúng tôi có một tiếng rưỡi đồng hồ gặp gỡ những người bạn ở đó. Trong buổi gặp gỡ đó, chúng tôi được làm quen với bà Nhuần. Chúng tôi đã rất vui khi bà Nhuần dũng cảm đồng ý đảm đương công việc của người phụ trách cộng đồng. Wir haben uns da sehr gefreut, dass Sie gleich mutig waren und ja gesagt haben, die Gemeinschaft zu übernehmen. Ich weiß damals auch nicht, was der Gemeinschaftsleiter machen soll. Lúc đó tôi không biết là phụ trách cộng đồng thì phải làm những gì. Tôi cũng không biết liệu tôi có làm được hay không. Nhưng tôi biết rõ một điều rằng những người bạn Đức sang Việt Nam là để giúp đỡ chúng tôi, chỉ muốn mang cho chúng tôi những điều tốt đẹp. Do vậy, tôi đã đồng ý khi được bà Hosler hỏi liệu tôi có muốn trở thành phụ trách cộng đồng hay không. Cho đến nay đã có nhiều sự giúp đỡ và báo cáo chữa lành trong cộng đồng của chúng tôi. Tôi vô cùng biết ơn vì điều đó. Ban ngày thì ngồi trên những ghế máy bay rất là khó chịu và rất là nhưng mà đấy nhưng tôi làm việc ngày đêm mà chúng tôi không biết phải. Dann waren wir von dort aus in Jakarta, dann waren wir noch in Singapur. Ja, und die letzte Station dann
Từ Việt Nam, chúng tôi đi Jakarta. Sau đó, chúng tôi còn đến Singapore. Trạm cuối cùng là Úc. Buổi sáng chúng tôi bay từ Singapore, bay qua đêm và ngày hôm sau đến Sydney. Đại hội ở Sydney được khai mạc vào buổi trưa. Thông qua những người bạn, chúng tôi đã có thêm các mối quan hệ, chẳng hạn như bạn bè, họ hàng của những người bạn sống ở Đức. Đầu tiên là mong muốn phát triển ở hai thành phố Sydney và Melbourne. Rồi chúng tôi cố gắng tìm thêm những mối quan hệ. Vậy là chuyến công tác đầu tiên được lên kế hoạch vào giữa những năm 90. Bằng cách như vậy, những cộng đồng đầu tiên đã ra đời. Man hat auch gesucht nach Kontakten und so wurde eine erste Reise geplant in den Mitte der 90er Jahre. Und es war so, dass dabei dann erste Gemeinschaften entstanden. Ja, ich bin im Jahr 2000 nach Sydney gekommen und damals gab es in Australien vereinzelte Freunde. Tôi đến Sydney năm 2000. Lúc bấy giờ ở Úc mới chỉ có một số ít người tham gia. Ở Sydney thì vừa thành lập một cộng đồng mới. Sau một thời gian, tôi được đảm nhận việc phụ trách cộng đồng này. Suốt một thời gian dài, chỉ có hai cộng đồng, một ở Sydney và một ở Melbourne. Sau đó, chúng tôi đã tổ chức báo cáo thông tin ở Canberra, Atherton, Northern thuộc Queensland. Càng ngày càng có thêm nhiều người tham gia. Chúng tôi nhận thấy rằng Hailstorm có tác dụng ở khắp mọi nơi. Nhiều người đã rất ngạc nhiên vì họ có thể cảm nhận rất rõ tác động của Hailstorm. Tôi nghĩ đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều người đến với hội và áp dụng trực tiếp cho bản thân, để rồi cũng được trải nghiệm thành công. Năm nay tôi 72 tuổi, năm 1973 tôi bị ngã, rơi từ trên một vách đá xuống, bị tổn thương cột sống ở các đốt L4, L5 và S1. Các bác sĩ đều nói rằng tôi sẽ phải ngồi xe lăn trước tuổi 45. And I was told by doctors that I would be in a wheelchair by the time I was 45 years old. Tôi không ngồi lâu được, cũng không nằm trên giường được, không lái được ô tô. Mà tôi lại vốn là lính cứu hỏa. Bình thường tôi vẫn phải lái xe cứu hỏa. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho tôi trong công việc. Ông ấy đã dùng rất nhiều thuốc giảm đau, thuốc chống viêm, thậm chí cả thuốc chống tác dụng phụ của thuốc chống viêm để ngăn ngừa việc phát sinh u bướu. Vợ tôi đã đưa tôi đến dự một buổi gặp gỡ của hội Bruno Gröning. Bà ấy rất tò mò về một bức ảnh mà bà đã nhìn thấy tại nhà một người bạn. Tóm lại là tôi đã đi cùng với bà ấy đến đó. Kể từ đó, tôi lại có thể làm được mọi thứ tôi muốn. Tôi có thể lái xe, có thể nâng đồ vật. Các anh chị trong đoàn làm phim có thể làm chứng việc tôi đã lái một chiếc xe buýt mà không có bất kỳ khó khăn nào. Now he's back in the fire brigade, fighting fires, climbing hills. Bây giờ ông ấy lại trở về với đội phòng cháy chữa cháy, lại chiến đấu với lửa, lại trèo núi, bơi lội và đi xe đạp. Ông ấy làm được nhiều việc. Ông ấy đã trở thành một người đàn ông rất mạnh khỏe, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi rất rất hạnh phúc. All I can say, tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn Thượng Đế vì sự chữa lành tôi nhận được. Yeah, das war Australien und Neuseeland war immer weit hinterm Horizont auch von Australien. Vâng, đó là câu chuyện ở Úc, còn New Zealand thì vẫn ở xa tít tận chân trời. Kể cả là tính từ Úc trở đi, tôi vẫn hằng mong ước một lần đến đó. Đất nước này nằm ở phía bên kia của quả địa cầu, đúng vị trí đối diện với nước Đức. Và năm đó là lần đầu tiên tôi đặt chân tới đây. Từ đó đến nay, đã có hai thành phố có những người bạn và một vài cộng đồng, đó là Auckland và Wellington. Mùa thu năm ngoái, ông Knöringer cùng vợ đã đến đó và tổ chức báo cáo thông tin lần đầu. Các cộng đồng đã ra đời sau đó. Trước đấy không lâu, tôi vừa ở Alaska, ở góc trái phía trên của bản đồ thế giới. Và giờ đây, tôi đang ở New Zealand, góc phải phía dưới đây. Và điều này cho tôi thấy sự phát triển mạnh mẽ của hội thân hữu Bruno Gröning. Đây, ở phía trên cùng bên trái đã có các cộng đồng, và cả góc phía dưới bên phải giờ đây cũng đã có thể gây dựng các cộng đồng. Giờ đây, lời dạy của Bruno Gröning đã thực sự đến mọi nơi trên trái đất. Vòng tròn mà ông từng nói tới cũng đã được khép kín. Bruno Gröning đã từng nói, trái đất có nguy cơ bị nổ tung. Tôi đặt một vòng tròn quanh trái đất để bảo vệ nó. Đối với tôi, dòng Hailstorm vượt qua mọi ranh giới tôn giáo. Nó mang lại hòa bình cho hành tinh của chúng ta. Religious boundaries. It is bringing peace to the planet. So we feel so strongly about
this world, the spread of Bruno Gröning's spiritual healing and the circle of friends around the world, because thế giới này rất quan trọng với chúng ta và sự lan tỏa của việc chữa lành bằng con đường tinh thần của Bruno Gröning cũng như sự phát triển của Hội Thánh Hữu. Rất nhiều người trong chúng ta đã cảm nhận được rằng đó chính là dòng năng lượng của Thượng Đế, rằng chúng ta có thể làm điều đó cho bạn bè và gia đình chúng ta. Chúng ta mạnh lên và họ cũng sẽ mạnh lên. Sự lan tỏa giống như một đám cháy rừng. Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu có đủ người tham gia làm việc này thì điều gì sẽ xảy ra? Những con người yêu hòa bình sẽ góp phần để thế giới có hòa bình. Đây là một nhóm người hiện đang sống tại Đức. Chúng tôi cũng có những nhóm ở Jerusalem. Điều đó luôn làm tôi xúc động, sự chữa lành và chỉ vậy thôi. Im Jahre 2002 kam ich nach Israel und habe in Jerusalem eine Gemeinschaftsstunde unter anderem gehalten. Năm 2002, tôi tới Israel. Ngoài những nhiệm vụ khác, tôi còn dẫn dắt một giờ cộng đồng ở Jerusalem. Hôm đó có một phụ nữ đến cộng đồng. Bà ấy tỏ thái độ hoài nghi và ngồi xuống trong tâm trạng như vậy. Vào khoảng giữa giờ cộng đồng, bỗng nhiên bà ta khóc, khóc nức nở. Sau bà dần bình tĩnh lại, đến cuối buổi, bà đến gặp chúng tôi và kể rằng bà đến đây với một mối hận thù sâu sắc với những người Đức. Bà vẫn chưa thể quên cảnh tượng về những cuộc truy sát người Do Thái mà bà đã phải chứng kiến khi còn nhỏ. Cả gia đình bà đã bị người Đức sát hại và bà là người duy nhất trong gia đình còn sống sót. Thế rồi, bà ấy ngồi như vậy trước mặt tôi, còn tôi thì là một người Đức đứng trước mặt bà. Vâng, sau đó bà đã ôm lấy tôi cảm nhận thấy một cái gì đó như là sự kết nối giữa hai trái tim chúng tôi. Bà nói rằng giờ đây bà đã được giải thoát, bà không còn cảm thấy hận thù nữa và điều đó vô cùng ý nghĩa đối với bà. Und es war eine richtige Herzensverbindung dann entstanden und sie berichtete, sie ist frei, sie spürt diesen Hass nicht mehr. Sie hat den Hass nicht mehr, das war für sie etwas so Großes. Ich stamm von Galizien. Tôi là người Galizien, Ba Lan. Hiện nay vùng này thuộc Ukraine. Tôi đã từng sống ở khu dành riêng cho người Do Thái, Natvona, gần thành phố Lambeth. 13 tuổi, tôi đã là một đứa trẻ mồ côi, sống một mình trên thế gian. Rồi những người bạn của Bruno tới. Đối với tôi, đó như là một điều kỳ diệu. Lúc đầu tôi gần như không thể nào tin được. Tôi cho rằng đó là một... Ôi, tôi không thể nào tìm được từ thích hợp để diễn tả tâm trạng của mình lúc đó. Có thể nào lại có những người từ nước Đức, từ dân tộc Đức đến với chúng tôi bằng tất cả tình yêu và tấm lòng rộng mở để giúp đỡ chúng tôi. Ich glaube, das ist ein sehr großer historischer Es fehlt mir das Wort in Deutsch zu sagen. Wie ist das für mich, was Dafka von Deutschland, von deutschem Volk, kommen zu uns Leute mit der ganzen Liebe, mit einem offenen Herzchen, uns zu helfen. Und wenn wir das tun können als Deutsche, và nếu chúng tôi, những người Đức, đã từng có một lịch sử không tốt đẹp gì trong đế chế thứ ba, mà làm được điều đó, thì đó quả là một điều tuyệt vời khi được mang đi những thông điệp tốt đẹp, sự cứu rỗi cho các đất nước khác. Và chúng tôi đã thực sự được trải nghiệm điều này khi tới các thành phố London, Birmingham và Manchester của nước Anh. Sau này chúng tôi mới biết rằng ba thành phố này là ba thành phố bị dội bom đầu tiên. Điều này làm chúng tôi rất đau đớn, thế mà chúng tôi vẫn được tiếp đón rất thân tình. Und das ist uns nahe gegangen und dass wir in Liebe aufgenommen wurden. Hai anh em Damir và Ivo Kovacevic là người gốc Croatia. Tuy nhiên, họ lại lớn lên ở Đức. Cuối những năm 80, họ nghe được về Bruno Gröning. Năm 1995, Damir quay về Croatia để tạo dựng cuộc sống ở đó. Thời kỳ đó, Nam Từ Cũ đang có chiến tranh. Ja, bei uns war der Hass hier sehr ausgeprägt gewesen. Ở đất nước chúng tôi trước đây có rất nhiều thù hận. Chính vì thù hận mà nổ ra chiến tranh và cuộc chiến này đã gây ra biết bao thiệt hại, không chỉ về vật chất mà cả đối với con người và tinh thần của họ. Sự thù hận này vẫn còn tiếp diễn cho đến tận ngày nay. Tôi nói điều này hoàn toàn có ý thức, nó vẫn còn tiếp diễn. Chúng tôi cũng nhận ra rằng khi mọi người đến với Hội Thân Hữu, đến với các cộng đồng, họ được tiếp nhận dòng năng lượng trị liệu của Thượng Đế và chính dòng năng lượng này đã làm thay đổi cách nghĩ của họ. Thông qua việc tiếp nhận năng lượng Highstrom này và tham dự các giờ cộng đồng, người ta đã nhận thức được sự cần thiết phải từ bỏ hận thù, có được sự quyết tâm và cả sức mạnh để làm việc đó. Thực vậy, người ta có thể từ bỏ lòng hận thù.
Và sau đó người ta sẽ nhận được quà tặng. Quà tặng trước tiên là sức khỏe. Ví dụ, bà Barry Tick đã được khỏi hội chứng Sudeck. Bà cũng tự nhận ra rằng, ngay sau khi gạt bỏ thù hận, bà đã nhận được sự chữa lành này. Zum Beispiel unsere Frau Beretic mit der Sudeck-Heilung, die hat dadurch dann die Heilung von Sudeck bekommen können. Das hat sie selber erkannt. Đầu năm 1996, bà Vera Beretic bị gãy xương bả vai và bị liệt dây thần kinh tay trái và cẳng tay trái. Khi liệt giảm thì lại bị biến chứng sang loạn dưỡng Sudeck, cùng với sự phân hủy mô và mất canxi của xương. Tuy đã được điều trị theo nhiều phương pháp khác nhau, nhưng suốt 3 năm trời, bà vẫn phải chịu những cơn đau khủng khiếp. Sau 3 năm, các bác sĩ đã nói, bà sẽ bị tàn phế mãi mãi và luôn phải chịu những cơn đau khủng khiếp. Lúc đó tôi đã khóc và tự hỏi, làm sao tôi có thể sống với những đau đớn này? Họ đã nói tôi phải sống chung với nó. Thế là tôi phải nghỉ mất sức. Cuộc đời tôi sẽ chỉ còn gắn liền với những cơn đau. Tôi nằm xuống, đứng lên cùng với những đau đớn. Cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì, chẳng còn ích gì đối với tôi và cả những người khác. Thế rồi một hôm, một người bạn tốt bụng đã đưa tôi đến dự báo cáo thông tin, chữa lành bằng con đường tinh thần thông qua lời dạy của Bruno Gröning. Informativno predavanje, iscjeljenje duhovnim putem po učenju Bruna Gröninga. Tình trạng cánh tay của bà Vera Beretic không hề thay đổi trong suốt 2 năm liền, nhưng sau đó bà đã có trải nghiệm rất ấn tượng. Sam na jednom satu zajednice gdje je bilo preko 50 ljudi, samo se javila, izišla i čula sebe. Tôi đã dự một giờ cộng đồng có tới trên 50 người tham dự. Tôi tự giới thiệu mình và khi ra về tôi bỗng nghe thấy một tiếng nói phát ra từ chính bản thân mình. Tôi có Regelung. Tôi thấy trong tôi có sự hận thù và một cảm giác về việc không thể tha thứ. Hận thù là một cảm giác có thể tiêu diệt mọi thứ. Tôi hoàn toàn không ý thức được về điều này. Đây là lần đầu tiên tôi nói bằng cả trái tim mình. Bruno, người bạn của tôi, xin hãy lấy đi mọi hận thù trong tôi. Buổi sáng hôm đó, sau khi thức dậy, tôi thấy người nhẹ nhõm, tâm hồn hoàn toàn tự do. Và chợt thấy rằng mình có thể tha thứ tất cả những gì mà trước kia đã không thể tha thứ. Tôi hiểu được rằng tha thứ chính là xóa bỏ mọi định kiến, mọi ý nghĩ xấu về những người đã xúc phạm, đã làm mình bị tổn thương. Và thay vào đó là việc gửi đến những người này tình thương mến của mình. Chỉ sau khi ý thức được về sự hận thù, sự bướng bỉnh và sự tổn thương, tôi mới thực sự được chữa lành, thoát khỏi chứng Sudeck. Trong một kỳ đại hội ở Zagreb, chúng tôi đã được nghe giọng nói thật của Bruno Gröning phát ra từ băng ghi âm. Tôi xoa cánh tay mình và nghĩ, nhưng mà mình có vận động được cánh tay này đâu? Xuất hiện trong tôi một ý nghĩ khác, hãy để xem mình có thể làm được gì. Và sau đó, tôi đã nắm chặt cánh tay thành nắm đấm, giơ tay lên cao và tôi đã khóc ghê gớm. Thậm chí, những ngày phải chịu đau đớn nhất, tôi cũng chưa phải khóc đến như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi cảm nhận được rất mạnh rằng Thượng Đế, người thực sự tồn tại. Đây là điều trước đây tôi chưa bao giờ tin. Tôi đã chờ khoảng 15 hay 18 ngày gì đó. Sau đó tôi đến gặp bác sĩ điều trị cho tôi trong suốt thời gian trước và đề nghị được khám lại. Bà ấy đã nhớ ra tôi, nhớ đến căn bệnh và sự đau đớn của tôi. Bà ấy đã khám cho tôi đến 3 lần và cuối cùng đã nói, không thể tin được. Điều này là không thể, đây là bệnh không chữa được. Tôi đề nghị bà viết lại những nhận xét đó. Bà đã viết rằng bàn tay của tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, các cảm giác hoàn toàn bình thường, cái bắt tay khỏe và mạnh mẽ. Kể từ đó, cuộc đời của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Nhiều người bạn trong hội thân hữu Bruno Gröning đã được trải nghiệm việc thông qua tiếp nhận Heilstrom. Họ đã xóa bỏ được hận thù và nhu cầu phải trả thù, đã có thể tha thứ cho những người đã từng được coi là kẻ thù của mình. Ở Nam Thực Cũ, những ca chữa lành như vậy đặc biệt phổ biến. Tôi từng nghiên cứu lịch sử và biết rằng đối với mối hận thù giữa các dân tộc như thế này, thường phải mất hàng thế hệ, chứ không phải qua một đêm mà xóa bỏ. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là việc xóa bỏ hận thù có thể diễn ra ngay trong một thế hệ. Có những người nói rằng, chẳng hạn, tôi biết một phụ nữ đã từng nói, không, tôi sẽ không bao giờ quay lại đó. Từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu, tôi luôn quy trách nhiệm cho Serbia, cho toàn bộ dân tộc này về tất cả những gì xảy ra. Tôi không muốn dính dáng gì đến dân tộc này nữa. Tôi đã thề rằng khi chiến tranh kết thúc, nếu còn sống sót, tôi sẽ không bao giờ đặt chân lên đất của Serbia nữa. Ako ja budem živa, nikad više moja noga neće stupiti na tlo Srbije.
Bà ấy đã đến và sau đó... Vâng, bà ấy là người Sarajevo và phụ trách cộng đồng tại đó. Trong cộng đồng của bà có một người phụ nữ người Serbi. Người phụ nữ này đã nhờ bà giúp đỡ. Người phụ nữ đó là bạn và là người phụ trách cộng đồng. Đương nhiên, bà đã giúp đỡ cô ấy. Bà cũng có họ hàng ở Serbi. Bà ấy cũng đã thề rằng không bao giờ đặt chân lên đất Serbi nữa. Thế rồi một hôm, bà ấy được giao nhiệm vụ giảng nhập môn ở Serbi. Vậy là bà ấy đã đi và báo cáo ở đó. Có 50 người bạn Serbi đã đến dự buổi hôm đó. Tôi cũng có mặt ở đó. Tất cả mọi người đều xúc động đến trào nước mắt. Bà ấy đã báo cáo trước tất cả mọi người. Tôi đã nói về những gì đã xảy ra ở Sarajevo trước đây, về việc tôi đã từng đổ mọi lỗi cho họ và đã từng không muốn có bất kỳ dính dáng gì với bất kỳ người nào trong bọn họ. Nhưng giờ tôi lại có mặt ở đây và rất vui vì được gặp và nói chuyện với họ. Tôi nói với họ rằng điều ấy đối với tôi thực sự là một món quà, bởi tôi đã nhận ra rằng tôi được giải phóng khỏi mối hận thù. Tôi không còn giận dữ và tôi biết rằng mình cần phải biết tha thứ. Khi tôi nói xong, cả hội trường im lặng. Nhìn xuống cử tọa, tôi thấy họ khóc. Có rất nhiều người phụ nữ và đàn ông, tất cả đều khóc. Và tôi chợt nhận thấy rằng tất cả chúng tôi đều có chung một cảm giác, đó là thông qua lời dạy của Bruno Kroning, tất cả chúng tôi đều đã được giải phóng khỏi những ý nghĩ làm chúng tôi bất hạnh. Thế nhưng chúng tôi không biết rằng nhiều người trong chúng ta vẫn không biết điều đó. Đó là những cảm xúc hết sức đặc biệt, và tôi biết rằng nó cũng rất đặc biệt đối với tôi. Tôi vô cùng biết ơn vì tôi được ở trong hội thân hữu. I to je bilo stvarno posebno. Znala sam, tu je nešto za mene posebno. I bila sam tako zahvalna. I zahvalna sam što sam u krugu prijatelja. Những điều chúng tôi trải nghiệm ở đây, những điều xảy ra ở đây, chẳng hạn việc chúng tôi đi Belgrade và tới thăm các cộng đồng đều rất đặc biệt. Chúng tôi đi cùng những người bạn Croatia và Slovenia đến đó thăm họ, ngồi cùng họ trong nhiều giờ, cùng trao đổi với nhau về lời dạy của Bruno Gröning. Đó thực sự là một điều tuyệt vời. Và giờ đây, chúng tôi tổ chức đại hội ở Zagreb, lần đầu tiên có sự tham gia của 25 người bạn đến từ Serbi, chưa bao giờ được đông như thế. Chúng tôi không nói những gì liên quan đến chính trị, tất cả chúng tôi đều là những công dân bình thường của Serbi và Croatia. Chúng tôi cùng tham dự, cùng trò chuyện. Tôi không biết những điều tương tự như vậy có xảy ra ở nơi nào khác không. Với tôi, điều này là độc nhất vô nhị. Nó khiến tôi hạnh phúc và tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục công việc. Das ist also für mich ist das was ganz einmaliges. Und das erfüllt mich ganz besonders und gibt mir auch wieder Antrieb immer weiterzumachen. Hội thân hữu Bruno Kroning đã được tôn vinh đặc biệt vào tháng 5 năm 2013 tại New York. Tại nhà nguyện Tillerman của Liên hợp quốc, Tổ chức Công nguyện Hòa bình Thế giới đã trao giải thưởng cột cờ hòa bình cho ông Dieter Häusler, đại diện của hội thân hữu. Giải thưởng này đã từng được trao cho những nhân vật quan trọng như những người được trao tặng giải Nobel Hòa bình là mẹ Teresa, Dalai Lama và giáo hoàng John Paul đệ nhị. Good afternoon everyone. Welcome to the United Nations. Tổ chức Công nguyện Hòa bình Thế giới, viết tắt là VPPS, là một tổ chức phi chính phủ trực thuộc Liên Hợp Quốc. Mục đích của tổ chức này là làm cho tất cả các dân tộc trên trái đất này xích lại gần nhau hơn, với khẩu hiệu Vì hòa bình trên trái đất. Giải thưởng được trao bởi đại diện Liên Hợp Quốc của VPPS, Mục sư Deborah Modell. Việc những người bạn của Bruno Gröning đang có mặt tại đây trong thời điểm này, thời điểm mà Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon gọi là thời điểm của những thay đổi lớn, là một điều rất đặc biệt và đúng lúc. Khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh, chúng ta gọi đó là sức khỏe. Khi thế giới của chúng ta bình yên, chúng ta gọi đó là hòa bình. Và khi chúng ta tự chữa lành cho mình, chúng ta đã đồng thời mang lại sự bình an cho thế giới của chúng ta. It's my honor to award a peace poll to the friends of Bruno Gröning today. Hôm nay, tôi rất vinh dự được trao cột cờ hòa bình này cho những người bạn của Bruno Gröning, thay mặt cho Tổ chức Cầu nguyện Hòa bình Thế giới. Tôi xin trao cột cờ hòa bình này cho Dieter Häusler và Susanne Reuss để tỏ lòng biết ơn những đóng góp không mệt mỏi,
không vụ lợi của những người bạn của Bruno Gröning. Thank you so much. Thank you so much. I see it's a sign for Bruno Gröning and his work. Giải thưởng này là sự ghi nhận đối với Bruno Gröning và sự nghiệp của ông, cũng như những đóng góp của tất cả những người bạn đã và đang tiếp tục sự nghiệp của ông để mang lại hòa bình, tình yêu và sức khỏe trên trái đất này. Xin chân thành cảm ơn. Thank you very much. Bruno Gröning always said that he came for all mankind. Bruno Gröning luôn nói rằng ông đến đây vì toàn thể nhân loại, vì từng người một. Trong hội thân hữu Bruno Gröning chúng tôi không có rào cản ngôn ngữ, không tồn tại ranh giới giữa các nước. Borders don't exist between countries. Chúng tôi hiểu rằng tất cả mọi người đều bình đẳng, rằng trong cuộc sống, mọi người đều có những mong muốn giống nhau. Mọi người ở khắp nơi trên thế giới này, không phân biệt nam nữ, đều muốn có hòa bình, sự bình an trong tâm và hòa bình cho thế giới. Muốn có sự hiểu biết lẫn nhau, họ mong được yêu và thể hiện tình yêu ra bên ngoài. Đó chính là cốt lõi trong thông điệp của Bruno Gröning. And this is the essence of the message of Bruno Gröning.